Có anh Vinh Sạch. Đó, anh Vinh Sạch Nguyễn, Nguyễn Lan được không? Hi, anh Đạt, long time no see. Dạ, cảm ơn anh Vinh Sạch, anh khỏe không? Mấy bữa nay không có lâu quá, không có livestream trên Facebook luôn. Dạ, cảm ơn anh. Đi chơi đồ vui vẻ hả? Quá thành công, đi chơi quá vui, nhờ có anh Phúc và bạn Phương qua nó mới có thổ địa đó mà hôm nay lại không tin rồi nha. À dạ, vô chồng, dạ, mới order. em hôm nay tại vì cuối tháng ở lại làm ba sổ sách Pedro rồi ở Phương nó nhắn với anh Vinny, nhắn nói anh đang livestream cho nên chạy vô chơi. Dạ dạ, cảm ơn Vinh Sạch. Thì bây giờ mình nói tại anh nhắc tới cái vụ cái thằng khỉ thằng Tony Trần. Dạ. Ok. Thì anh cũng thấy rồi, em ngồi đó em giải thích cho nó hiểu, nhưng mà có cái là bây giờ nó đem cái so sánh cái y tế của Mỹ và Việt Nam. Nó nói á, anh Vinh Thành, anh có thể tắt cái nhạc cái gì đó rồi anh nghe cái nhạc anh tắt cho em được cả. Okay. Thì nó nói y tế Việt Nam á, mà xét bao tử rồi lấy giống như là mổ bao tử dạ dày vậy đó, là tốn bên Mỹ này trả 80.000 đô. Dạ. Thì em mới trả lời nó, bây giờ nó nói là cái người mua bảo hiểm chỉ được có cover 80% thôi, còn 20% thì phải trả là 16.000. Mà nó cho trả góp 4-5 năm gì không có tiền lời. Thì bây giờ mình không nói tới cái vấn đề đó. Mình nói cái thứ nhất á, nếu mà bây giờ mà mình đi khám cái dạ dày mà để mà mổ bao tử á, ở bên này bây giờ nó không có mổ bằng dao nữa, mà nó dùng laser, tia laser nó bắn. Nó không có cái giá mà tới 80.000 đô. Tại anh Đạt nghĩ là bây giờ ruột già cũng vậy, bây giờ nếu mà nó có cái gì á, nó dùng laser nó bắn, chứ nó không có, hay là sạn thận cũng vậy, nó dùng laser nó bắn chứ nó không còn mổ nữa. Thằng Tony á, nó không biết là, em nghĩ không nghĩ là nó ở Mỹ, tại vì nó lấy cái tên Mỹ, là nó nói đó là ở bên Mỹ nó về á, nó về Việt Nam á để mà nó làm việc cái đó, em không có tin. Tại vì cái thứ nhất á, là nó chuyên môn nó lấy á, những cái tờ báo MSNBC hay là tờ CNBC hay là nó lấy mấy cái toàn là tờ báo cánh tả luôn á, là nó đem lên nó để mà nó giống như nó công kích lại, tại vì anh biết mà báo cánh tả nó đem lên nó công kích người dân. Thì bây giờ nó nói về cái mặt về y tế, nó nói rất là ngu. Tại vì á, bên Mỹ này á, bây giờ thí dụ bây giờ anh mua bảo hiểm, cái đó là sự lựa chọn của anh chứ không phải là cái lỗi của người Mỹ. Bây giờ mình đã giải thích rồi, nó có nhiều cái package để cho anh chọn. Anh muốn mua cover bao nhiêu thì anh trả cái giá đó, thì khi lỡ có tai nạn thì anh chỉ được bồi thường có nhiêu đó thôi, không phải lỗi của nước Mỹ. Ok, bây giờ cái gia đình đó chọn mua là cover 80% là trả lại 20%, nhưng mà nó nói cái giá là không có đúng. Cái thứ hai nữa, nó nói ở Việt Nam á, làm chỉ có tốn 2.000 mấy. Nó nói nghĩa là mà không cần lấy hẹn, không cần cái gì hết trơn á, chỉ cần gọi vô cái là người ta làm liền. Bây giờ mình đem ra mình so sánh như thế này. Cái thứ nhất, bây giờ cho nó giá là 80.000 đi. Bây giờ anh đi vô cái bệnh viện ở đây á, mà anh đi làm cái vấn đề đó, thì anh được bác sĩ giỏi nhất trên thế giới duyệt cái khoa đó để làm cho anh, đúng không anh Đạt? Dạ dạ. Nó khác, không phải là một cái bác sĩ á, mà general á, bác sĩ làm á, tất cả, mà cái người chuyên môn về cái đó thôi. Cái người chuyên môn về tim, cái người chuyên môn về thận, cái người chuyên môn về gan, nó khác. Mình đi bác sĩ ở đây để làm cái đó là mình được cái bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này vô nước Mỹ làm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, người ta phải theo dõi coi như thế nào, người ta phải hỏi, nếu mà người ta phải hỏi ý kiến của những người giỏi hơn nữa, rồi người ta mới quyết định. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, khi mà người ta làm á, lỡ có sơ sót gì á, là người ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn bây giờ mình nói ngược lại, ở Việt Nam bây giờ nó nói là ở bên đây đi về bệnh trị này trị kia, làm răng sữa sắc đẹp. Bây giờ cái thứ nhất á, bây giờ ai cũng hiểu được một cái như thế này. Bác sĩ ở Việt Nam có được mấy người có thực học?
Bây giờ mình chỉ hỏi đây, bây giờ cái bằng nào cũng giả hết, bây giờ cái bằng của tu cũng giả nữa. Bây giờ cái thứ nhất, bây giờ nếu mà mình gặp được cái ông bác sĩ thật đi, ổng có giỏi nhất trên thế giới này hay không về cái môn đó? Anh Đạt đồng ý với em không, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ nếu mà ổng làm có sơ sót gì, ổng có chịu trách nhiệm hay không? Đó. Thì bây giờ anh ham, nếu mà bây giờ mọi người ham cái giá 2.500 đi về mà anh làm cái đó, hay là bây giờ ở bên này á, mình làm 80.000 mà mình trả 20% là 16.000, mà nó cho trả góp 4-5 năm không có tiền lời, tại sao anh phải mạo hiểm cái tánh mạng của anh đi về Việt Nam mà mình làm cái chuyện đó, để á, lỡ có chuyện gì thì xảy ra đó, rồi bây giờ ai chịu trách nhiệm cái đó? Bây giờ em nói một cái thí dụ rất là đơn giản. Bây giờ em có 2 nhân viên, ok, và một cái người vợ của thằng bạn đi về bển làm răng, trở qua 3 tháng 4 tháng là nó bị infection. Dạ. Ok. Tại vì ở đây á, nó phải làm cái crown cho anh trước 3 tháng 6 tháng, khi nó check lại cái crown của anh á, cái móng á nó vững rồi nó mới gắn cái răng. Còn bây giờ ở Việt Nam á, nó quất vô cho anh cái crown xong á, 1-2 ngày sau nó làm cho anh luôn á, là nó nhiễm độc. Bây giờ nó ham rẻ, nó làm 5-6 ngàn gì đó, bây giờ nó phải bay về bên bển, bay về bên bển để người ta mà sửa lại cho nó. Thì bây giờ ở bên Mỹ này á, nó đi lại á, nha khoa nha sĩ không chấp nhận, không nhận, tại vì mày đã làm ở bên cái chỗ đó, giờ tao không có chấp nhận, tao không đụng tới của mày luôn, tại vì nó sợ đụng tới á, là nó phải chịu lãnh hết cái những cái trách nhiệm đó. Thì bây giờ một cái anh phải bay về, anh bỏ ở đây 1 tháng trời, anh bay về tốn vé, tốn này tốn kia xài. Rồi bây giờ trở qua bị nữa. Yeah. Okay. Mới có 5-6 tháng bị nữa. Thì bây giờ cái chuyến này là nó mới đi hết từng rồi nè. Ok, bây giờ là chuyến thứ 3 rồi. Ok. Đó là hai thằng lâu, còn thằng á chưa có tiền chuẩn bị á, chờ á, để có tiền đi về bản sửa. Thì bây giờ anh đánh một cái liều, cái mạng của anh á, cái mạng của người Mỹ với cái mạng của người Việt Nam nó khác. Cái mạng của người Việt Nam giống như cô giáo Lam nói á, mạng người chỉ bằng có cái móng tay thôi, nó khác. Cái mạng của bên Mỹ này nó rất là lớn, nó có thể là vô giá. Thí dụ như bây giờ anh biết cái vụ kiện của George Floyd, mặc dù cái lỗi của nó, yeah. Ok, cái lỗi của nó rõ ràng. Em không muốn nói xa, hồi thời Rodney King tụi nó không hiểu tới đâu. Bây giờ yeah. Mình nói cái vụ kiện George Floyd. George Floyd á, là cái lỗi của nó là một cái thằng phạm pháp, nó là phạm tội, nó chống cự với cảnh sát thi hành công vụ. Mà bây giờ lỡ người ta đè nó, không phải là nó chết mà nó bị ốp vào đâu, cái tim nó yếu rồi, nó chết. Nhưng mà gia đình nó vẫn thưa lãnh được 41 triệu. Yeah. Thì bây giờ con cháu gia đình nó hưởng được mấy đời rồi. Còn bây giờ thí dụ như một người của mình đi về bển làm những cái chuyện đó, bây giờ lỡ xảy ra tai nạn giống như cái vụ Cát Tường mấy năm trước ai cũng biết. Rồi gần đây có cái bà gì về sửa sắc đẹp. Một bà 60, bà 70 đó. Dạ. Đó. Rồi bây giờ gia đình đó, em muốn biết cái gia đình đó thưa kiện ai? Trời tiền. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ bởi vì nó đừng có đem ở bên Việt Nam ra, mà y tế bên Việt Nam ra sánh. Em nói thiệt cho anh Đạt ha, cái này mình nói ngoài lề thôi. Em đi Việt Nam năm 93, năm đó năm 93. Em ngồi ở trong quán mà bị tụi kia nó dập vô, thì mình nó không phải đánh mình, mà nhưng mà bây giờ nó dập vô, nó gặp người nào đánh người đó, em mình phải chống cự để giải dây. Thì em bị chém vô bàn tay, ok, nó rách nát cái bàn tay luôn à. Mà đi tới bác sĩ tư, ông anh chở tới bác sĩ tư, cái thứ nhất là em nói là ông lấy kim mới cho tôi. Và bây giờ ông Mai thôi, ông đừng có chích cái gì đó, ông Mai ông cầm máu cho tôi thôi, để tôi về Mỹ tôi trị. Ok. Em không tin cái thực học và cái y khoa của bên Việt Nam. Thứ nhất á, là cái thực học không có, cái thứ hai là thuốc nó giả. Rồi bây giờ để em kể cho anh Đạt và mỗi người trên diễn đàn nghe, cái chuyện này là có sự thật mới gần đây thôi. Vợ của bạn em nó cũng là chủ nail, nó cũng khá đẹp, nhưng mà không biết làm sao á, nó nghĩ sao nó đi về Việt Nam nó sửa sắc đẹp à. Thì bây giờ nó sửa sắc đẹp á, nó cắt mắt cắt mũi gì này, sửa mặt đó, nó chích vô cái thuốc mà gây mê của Trung Quốc á anh Đạt. Yeah. Bây giờ nó về nó giống như là vegetable, nó không còn biết cái gì nữa hết. Yeah. Nó giống như một cái đứa con nít mà mới sanh ra. Bây giờ
luôn bản thân nó không coi như là vệ sinh cá nhân, nó không biết luôn. Rồi bây giờ đó nó phải nuôi con vợ nó một năm mấy nay rồi, cũng khoảng một năm đó. Bây giờ đó, thưa An, anh không thể nào anh thưa kiện ai được. Bây giờ đó, bây giờ nó muốn thưa làm sao, cái luật ở Việt Nam làm sao anh thưa mấy người đó. Bây giờ nó phải dắt con vợ nó bay về Việt Nam, những cái giấy đó tờ đó, rồi bây giờ nó phải tốn bao nhiêu tiền để mà nó lập được cái hồ sơ thưa kiện cái thẩm mỹ viện đó. Anh Đạt thấy không? Đó, bây giờ là coi như là bây giờ đó, bác sĩ Mỹ này chơi luôn, không có cách nào trị hết. Tại bây giờ bởi vì cái thằng thô này á, thằng thô này trời, nó rất là dốt. Thêm cái thằng Đạm Vũ hay Vũ Đạm gì đó, mày đọc lái đi, mày đọc theo kiểu Cống Quỳnh đi, cái tên mày xấu quắc à, đọc ra cái kiểu nào nó cũng tầm bậy tầm bạ cho nó ok. Hai cái thằng đó là hai cái thằng á, giống như là một, giống như là dư luận viên mà đắc lực nhất trong cái channel của anh Đạt, cái nào nó cũng vô. Nhưng mà gần đây em thấy nó, em mới vô em nẻ nó, mình giải thích cho nó, mình nói nó sợ. Nếu mà mỗi lần em nói là nó bỏ nó đi, còn không á là nó nói hoài. Cái người ở bên Việt Nam á chỉ hiểu có một phần ở cái bên Mỹ thôi. Bây giờ làm sao mà nói chuyện ở bên Mỹ, y khoa bên Mỹ được? Tại sao á những cái hoàng đế giàu quả, vua Ả Rập á, nó bị bệnh nó đi đến Mỹ này nó trị bệnh, bây giờ tại sao nó không bay vô Việt Nam nó trị bệnh? Rồi bây giờ hỏi ngược lại, tại sao ông á, mấy ông lớn của Việt Nam không trị bệnh ở Việt Nam mà tại sao phải bay qua Singapore và bay qua Mỹ trị bệnh? Anh thấy Nguyễn Bá Thanh là qua Mỹ này trị, cuối cùng qua vị trí nhà với Seattle, cuối cùng cũng chết thôi. Rồi bây giờ không ông nào nữa bay qua Singapore trị bệnh. Tại sao nếu mà y khoa Việt Nam hay, bác sĩ Việt Nam hay, tại sao mấy ông lớn không trị ở Việt Nam mà trị ở bên Singapore và bên Mỹ này? Chỉ có mấy thằng ngu đó giống bây giờ. Rồi nó nói tại sao biết bao nhiêu người Việt Kiều ở bên này đi về Việt Nam để trị bệnh. Việt Kiều có nhiều hạng Việt Kiều. Có người có tiền, có người không có tiền, có người có bảo hiểm, có người không có bảo hiểm. Có người có kiến thức, có người không có kiến thức. Không, cái đó mới cái chính là chứ không phải Việt Kiều nào cũng là Việt Kiều nấy. Bây giờ ok, thí dụ như bây giờ một cái chú bác qua đây, cô chú qua đây 30 mấy 40 tuổi đó, bây giờ ở Mỹ này 10 năm 20 năm không có biết một cái luật gì hết, chỉ nghĩ là bây giờ ok tôi muốn đi Việt Nam làm rẻ thôi, không có hiểu những cái mà hậu quả đó, không có nghĩ là bác sĩ như thế nào, không có hiểu thuốc ở bên Việt Nam như thế nào. Nó mới bể ra thuốc cancer mà còn giả nữa, thì cái gì nó không dám làm giả đó. Thì bây giờ những cái kiến thức Việt Kiều đó mình không có muốn quơ đủ cả nắm, nhưng mà Việt Kiều nó có nhiều hạng Việt Kiều chứ không phải là Việt Kiều nào cũng giống Việt Kiều nấy. Bây giờ mày lấy ra một cái Việt Kiều á, mày đi về mày quơ đủ để mày gom á, là Việt Kiều người ta đi về người ta trị bệnh một đống Việt Kiều, đó là những người Việt Kiều không hiểu biết. Ok, còn á, những người mà người ta qua đây á, mà người ta có sự hiểu biết và người ta có đi học bên Mỹ này, không ai mà dạy gì á, mà đi về Việt Nam làm ba cái đó. Bây giờ có những người già ở đây người ta retire, hay là những người á, những người bây giờ qua lớn tuổi không làm, người ta có Medicare, người ta trị bệnh, người ta không tốn tiền, tại sao người ta phải mạo hiểm đi về Việt Nam làm ba cái đó? Nó không có make sense. Bây giờ ở bên này á, mấy cụ á, thì mấy người lớn tuổi không đi làm, thí dụ vậy đi, không có sức lao động hay là thất nghiệp này kia là bảo hiểm lo hết, chính bảo hiểm chính phủ lo hết, tại sao phải đi bay về Việt Nam trị bệnh? Nó lấy một hai người á, những cái người đó bây giờ em nói cho anh Đạt hiểu luôn, những người đó là những thành phần làm cash nhiều đó. Họ dạ, cái người Việt Nam mình á, mua cái gì cũng dám mua, nhưng mà không có dám mua bảo hiểm sức khỏe. Em đã nói mấy tháng trước trong trên chương trình anh Đạt rồi. Có nghĩa là bây giờ thay vì dám mua một cái quần jean 200 đồng, dám mua một cái đầm hay là một cái đôi giày hay một cái sợi dây nịt 600-700 đi, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe tháng 200 mấy không dám mua.
Cái đó là cái tâm lý của người Việt Nam mình, cái sự hiểu biết của họ thấp, tại vì họ nghĩ là họ không có bệnh, họ là trường sinh bất lão, là họ là giống như mình đồng gia sắc, họ sẽ không bao giờ bệnh. Thì khi họ bệnh như vậy đó thì họ mới xảy ra những cái chuyện đó, hay là họ đi làm răng, hay là họ muốn đi làm những cái gì, họ đi về Việt Nam họ làm. Thì cuối cùng á, nó có những cái thành phần đó, cho nên á, cái thằng tôi này á, nó mới nói được, nó mới gom, nó bóc một cái người đó để mà nó đem ra nó nói, để nó chọc quê, nó chọc cái này kia. Nhưng mà những người không hiểu biết người ta tin thôi, chứ còn mà những người hiểu biết làm sao mà người ta tin. Bởi vì em nói cái thằng đó là cái thằng nó nói nó là người Mỹ, ok, nó bên Mỹ này, nó đi về Việt Nam nó đi làm, em không tin. Mỗi ngày em để ý nó, em để ý nó lâu rồi đó, nhưng mà bây giờ em mới phát hiện ra, nếu mà nó có cái sự thật, cái nghề nó làm IT nó học cũng cao lắm anh Đạt, hiểu không? Dạ yeah, dạ yeah. Thì bây giờ nếu mà nó phải hiểu được cái đời sống và cái văn hóa của Mỹ là thực hàng ngày, nó phải hiểu, nó không phải là cái đó. Còn bây giờ nói thêm một cái vấn đề này nữa, ok, người Mỹ đừng nói ai qua Mỹ này 10 năm mà biết chuyện của nước Mỹ. Qua Mỹ này dù bây giờ mình không muốn nói đụng chạm, ở những cái thành phố với cái tiểu bang Việt Nam đông á, có nhiều người qua Mỹ 40 năm không biết một cái luật gì của Mỹ hết. Ok. Luôn cả bây giờ em nói á, anh Đạt nghe hôm nay em mới nghe cái vụ mướn nhà mà cái người qua Mỹ này mười mấy 20 năm không biết. Nghĩ là bây giờ ok, tôi có tiền là tôi đi mướn nhà. Yeah. Bây giờ ở Mỹ này tôi muốn mướn 3 tháng, 4 tháng. Ở Mỹ này nó không có cái luật đó. Bây giờ ok, ở Mỹ này anh muốn mướn nhà, anh phải đưa nợ vô điền đơn á, anh phải chứng minh có công ăn việc làm ít nhất là phải 2 năm, anh phải có income, anh không có nợ xấu, anh phải có uy tín. Rồi ok, bây giờ nó chấp nhận cái hồ sơ của mình, thì mình phải ký ở đây bây giờ là apartment hay là nhà không có nạn mà cho mướn 3 tháng, là phải ký 1 năm. 1 năm á, là ký xuống là 1 năm. Đó, 1 năm á, mà anh á, phải trả đó, deposit 1 tháng thì nhà. Nói một cái khác á, là bây giờ mướn nhà 1.000 thì mỗi tháng, một cái tháng đầu tiên trước khi mình dọn mình phải deposit 1 tháng tiền nhà là 1.000, một tháng đầu tiền nhà là 1.000 nữa là 2.000, cái tháng cuối cùng 1.000 nữa là 3.000. Ở đây bây giờ anh muốn dọn vô căn nhà đó, anh phải đóng là 3 tháng tiền nhà trước anh mới được dọn vô. Bây giờ ở Mỹ mười mấy năm mà nó không biết cái luật mướn nhà nữa, thì anh nghĩ nó biết những cái luật gì? Yeah. Đó, bây giờ một cái luật, bây giờ nếu mà bây giờ chỉ là đi mướn một cái nhà anh không hiểu, thì làm sao anh hiểu được đi mua một chiếc xe nó sẽ như thế nào? Rồi bây giờ nếu mà anh đi mua một chiếc xe anh không hiểu, thì làm sao anh biết mua được cái nhà như thế nào? Nó càng thường, mỗi cái mấy cái càng... người đó anh Vinh Thành, em nghĩ là họ mướn nhà của người Việt Nam thấy đa số đó. Đúng, người và người Việt Nam chơi thôi, rồi anh vô anh ở đi rồi trả tiền đó. Dạ, giống như là Cali ở mấy cái thành phố đông, cứ vô xe phòng, ok, bây giờ anh cho tôi phòng 500, phòng 400 gì, hay là cái nhà tôi là mỗi tháng 2.000 anh vô mướn đi, mướn ở ngày nào là ngày đó, nó không có cái hợp đồng, nó không có theo người Mỹ. Anh cũng hiểu rồi, tiếng Mỹ tất cả người Mỹ ở đây đều hiểu. Nó còn hỏi trước đó mày ở đâu, nó sẽ gọi chủ nhà trước nó hỏi nữa, thằng này nó ở đó có sạch sẽ, nó có uy tín hay không nữa. Đó, thì bây giờ có nhiều người qua đây 20-30 năm á, không học á, giống như bữa em đã nói rồi, nếu mà không học tiếng Mỹ, không tiếp xúc với người Mỹ, không làm sao á mà mình hiểu được cái nước Mỹ này như thế nào. Bây giờ dù có ở 50 năm cũng giống nhau thôi, cũng giống nhau thôi. Bây giờ tối ngày cứ mở SBTN lên coi, phố Bosa lên coi là suốt cuộc đời không biết cái gì hết trơn á, bên nước Mỹ này. Đâu phải nước Mỹ này á, nó bữa hôm em cũng nói với anh Vinny rồi, nước Mỹ này là nó một đại dương mà mình chỉ là một giọt nước thôi. Mỗi một ngày chúng ta phải học thêm. Ở đây nó đa văn hóa, nó có tới 193 cái văn hóa. Nó là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mỗi một ngày mình biết cái văn hóa này, nhưng mà chưa chắc thì mình biết cái văn hóa kia. Yeah, yeah. Anh phải giao tiếp với người Trung Đông, anh phải giao tiếp với người này người kia mà anh mới biết được cái văn hóa của người ta. Còn bây giờ tụi nó cứ quơ một cái vấn đề homeless cứ nói hoài, yeah. Cái vấn đề ăn cũng nói hoài. Anh đã nói hôm nay rồi, ăn ở bên Mỹ này bệnh gì do ăn. Đã, bệnh gì
thì do ăn chứ không phải là người ta đói gì mà người ta bị bệnh gì đói. Ở bên này á, cứ tối ngày có tiền ăn thịt bò, giống như bản thân em cũng vậy, nãy giờ em nói chuyện chơi với Phương đó, đó bác sĩ cấm em chỉ được ăn chicken và ăn cái ức gà thôi và ăn cá thôi, không được ăn bất cứ cái gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình nhìn steak á, mình thèm quá thì mình nhịn không được thì mình ăn vô thì mình bệnh. Cái chuyện đó là cái chuyện. Còn bây giờ mình cứ ở Việt Nam á, cứ đem ra cái món ăn, cái món ăn nó không phải là thực tế trong đời sống hàng ngày, nó đông không có đem cái món ăn ra mà so sánh cái mức sống của người Mỹ và người Việt, cũng không nên đem cái bó rau muống hay là đem ra một cái con gà hay là một con tôm mà đem so sánh cuộc sống Mỹ và cuộc sống Việt Nam. Bây giờ muốn so sánh á, phải so một cái căn nhà bên Việt Nam là bao nhiêu, căn nhà ở Mỹ là bao nhiêu và cái đồng lương bên Việt Nam là bao nhiêu và đồng lương bên Mỹ này thì làm bao nhiêu, thì cái người bên Việt Nam làm bao lâu mới đủ tiền mua căn nhà, người ở bên Mỹ này làm được bao lâu để mua được cái căn nhà. Mình phải so sánh những cái thực tế chứ đừng có so sánh cái mấy cái món ăn lặt vặt. Bây giờ rau muống của Việt Nam nó mắc bên Mỹ này thì nó Việt Nam nó rẻ thì bên Mỹ nó mắc, mình không có đem cái bó rau ra được. Yeah. Bây giờ so nó nói Việt Nam ai cũng có nhà hết rồi lấy gì đâu mà mua. Nó nói nhà ha, nhà của ông cố nội ông cố ngoại nó rồi, bây giờ ba cái generation cái bằng gì? Generation cái tam đại đồng đường á, tam đại đồng đường. À thì đó, có nghĩa là ông nội là tới cha mình, rồi tới con mình, ba cái generation ở chung có một cái căn nhà. Ba cái thế hệ đó dạ. Ba thế hệ ba thế hệ, ok. Ba cái thế hệ ở lại, căn nhà bề ngang có 4 thước á, bề dài có 10 thước. Lên cái gác lửng hoặc là khá lên cái lầu 2 lầu. Ở ba cái thế hệ ok. Thì bây giờ nếu thằng ông nội ra đường cũng nói là nhà của tôi. Dạ. Ông già ra đường nói cũng là nhà dạ của đó. Tôi. Thằng cháu nội ra đường cũng nói là nhà của tôi. Vậy là cái nhà đó belong, nhà đó thuộc về ai? Đó. Còn cái thứ hai nữa, bây giờ mình nói không so sánh nhà. Bây giờ mình so sánh một chiếc xe. Thí dụ bây giờ ở bên Mỹ này, người trên 18 tuổi là có chiếc xe hơi. Cái đó là cái trung bình. Người 18 tuổi, nhưng mà thật ra mình nói là 16 tuổi rưỡi thôi là đã có xe rồi. Thì bây giờ mình nói cho là 18 tuổi. Bây giờ cái đồng lương ở Việt Nam á, làm bao lâu mới mua được một chiếc xe hơi? Còn và cái đồng lương bên Mỹ này người ta làm được bao lâu mới làm được chiếc xe hơi? Cái đó là cái so sánh. Đó. Tụi bò đỏ, thằng Đam Vũ, Vũ Đam gì đó, mày nghe đi, thằng Tony mày cũng nghe đi, mày ngoái cái lỗ tai đó, mày ra mày nghe. Cái thứ ba nữa, bây giờ ok. Bây giờ cái iPhone ở Việt Nam á, bây giờ cái iPhone này nói cho cái cao nhất đi. Bây giờ cái iPhone á, mà Pro Max á, mà 1 gigabyte á, bên này á, thuế ra xong nó là 2.000 đô. Ok. Người ở bên Mỹ này á, mình nói trung bình á, có thể là làm một tuần hoặc 10 ngày, anh có thể mua được Ok. Thì anh mua được cái iPhone đó là Pro Max á, 1 gigabyte. Thì bây giờ ở Việt Nam, cái lương công nhân ở Việt Nam á, bây giờ làm bao lâu mới mua được cái iPhone đó, Pro Max 1 gigabyte? Là 6 tháng, nhưng 6 tháng đó họ ăn cái gì? Đó, ta phải để là liên lũy 6 tháng, tại vì 4.000 mấy đô một năm mà Vincent thì 2.000 là xài 6 vậy, tháng không? Là nó mang cái miệng nó lại, nó ra nó uống nước hồ hả? Dạ thì đó. Bởi vậy á, em nói á, so sánh á, là mình phải so sánh á, những cái quan trọng của trong đời sống. Thí dụ bây giờ, con người ta là có an cư mới lạc nghiệp, phải có cái chỗ ở, con chim có cái tổ, cái người có cái ổ là có cái nhà. Bây giờ anh phải có cái nhà trước. Tôi không cần biết anh trả payment gì hay là anh trả góp, anh trả cái gì, nhưng mà anh có cái nhà. Anh trả bao nhiêu năm đó anh được cái nhà. Bây giờ anh đi mướn nhà trọ, thí dụ bây giờ anh đi mướn nhà trọ 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, suốt cuộc đời của anh không phải là cái nhà của anh. Yeah. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chiếc xe là phương tiện. Ok, cái phương tiện để anh đi lại và nó là cái giống như cái đồ để bảo vệ mình. Thí dụ bây giờ ở Việt Nam á, thì mình đi xe, mình không có khả năng mình đi xe hai bánh. Còn bây giờ ở bên Mỹ này, anh dám chạy xe hai bánh đi làm mỗi ngày không? Đó, lâu lâu anh có thể anh chạy đi chơi thôi, tại vì lỡ có tai nạn á, là lấy cái gì che đỡ anh? Đó, thì bây giờ cái phương tiện thứ hai là chiếc xe hơi để nó che nắng che mưa và nó bảo vệ mình lúc những có tai nạn. Thì bây giờ rồi cái thứ ba nữa là ok, cuộc sống của mình hàng ngày trong gia đình là mình ăn uống như thế nào. Bây giờ mình chi phí như thế nào? Thí dụ bây giờ mỗi tháng mình làm 10 triệu. Bây giờ tiền nhà, tiền cửa, tiền này, tiền kia, ăn uống, mình chi phí có đủ hay không? Mình dư ra được 2 triệu để dắt con đi movie,
hay là dắt con đi đi xem phim, hay là dắt con đi water park, đi mấy cái thác nước chơi, hay là những cái show show bình thường thôi. Em không nói là đi về cái thành gì hết trơn. Em chỉ nói là ok, cuối tuần giống như cái phong tục của người Mỹ đi. Cuối tuần, thí dụ dắt con nít đó, mà con mình nó đi lại cái chơi nước, hay là đi dắt nó đi coi một cái bộ phim gì đó, hay là đại khái là cái show show bình thường thôi. Vậy có khả năng hay không? Thì mình mới đem ra những cái đó, mình so sánh cuộc sống Mỹ và cuộc sống Việt Nam. Mà bây giờ cứ đem ra, bây giờ đem ra bó rau muống, đem ra một cái con gà, công nghiệp con gà kia, đem ra một con cua, một con tôm, đem ra một con cá gì đó, em không có biết. Ở bên Mỹ này ai cũng biết, ai ở Mỹ này cũng biết. Ok, cái ăn, muốn ăn gì cũng có, mà người bình dân vẫn có khả năng để mua ăn. Ở bên đây người bình dân vẫn có khả năng mua lobster Alaska ăn, vẫn có mua king crab ăn được. Người ở Việt Nam bây giờ, dân lao động ở Việt Nam, ai mua nổi Alaska crab với lại king crab ăn được? Giơ tay lên cho mình coi đi. Đó. Một miếng steak thịt bò rib eye, nếu mà bò Mỹ ở bên này, ở Việt Nam hồi lúc 2016 em về là ở trong khách sạn Sheraton là $50 một phần. Đó, ok. Chỉ có duy nhất trong Sheraton ở Sài Gòn mới có thôi. Em anh đi bất cứ một cái quán nào ngoài đời không có, chỉ có Sheraton nó độc quyền, nó gửi bò Mỹ về cái rib eye một miếng là $50, mà nó chỉ được có 8 ao hay là 10 ao gì thôi, chứ không phải một miếng bự giống như mình ăn ở đây. Thì bây giờ chắc nó có nhiêu đây thôi nè. Dạ, đúng rồi đó anh Đạt. Đó đó, tại vì á em lúc đó em dắt ông xui đi ra đi ăn với ông, mình nói thôi để tôi, ông ăn mấy cái thịt bò này không ngon đâu, phải bò Mỹ, mà ông rip ai ông ăn á, ông ăn mới ngon. Tại vì New York steak hay là mấy cái này kia T-bone á nó cứng lắm. Thì mấy em mới find out ra chỉ có Sheraton ngoài quận nhất nó có thôi. Đúng. Đó ra ăn thì mình thấy nó hình như 8 ao hay 10 ao không để ý. Bây giờ bao nhiêu người có khả năng đi ăn một cái dinner $50? $49, $95, $50 đó. Bây giờ anh Đạt nghĩ đi, ở Sài Gòn, ai ở Sài Gòn hiện tại bây giờ, nếu mà một người không phải là đại gia, bây giờ ai có khả năng đi ăn một cái miếng bò steak mà $50? Trong khi ở Mỹ này á, thí dụ giờ cuối tuần á, mình đi vô mấy cái steakhouse á, chỉ có $34, bây giờ sau dịch nó lên $39. Em nhớ mà giống Longhorn Steak hay Outback Steak rồi, bây giờ vẫn là có $39 thôi. Mà cái chỉ có 2 giờ làm việc của người ta thôi. Thì một cái người bình thường vẫn ăn được. Đó. Còn bây giờ Alaska Crab á, bạn em. Ồ, oh, hai anh Phúc. Ồ, oh, hai anh Phúc sao mặc áo giống nhau vậy? Đó, đó. The Quick Queen. Hai mẹ anh. Rồi, anh Vincent đang nói gì vậy? Nói tiếp đi. Đó, nãy giờ nói nhiều rồi, hai anh vô tiếp đi. Nãy giờ mình xin vô nên mà không có được, không thấy Đạt cho lên thôi. Thấy nói gì decline, không biết là vô không được. Sắp tại cái phone kia phải đổi cái phone khác đó. Có nhiều khi em phải ra ao, rồi nhiều khi em phải off and reload rồi mới vô được. Nó bị system sao á. Dạ, thì trước tiên mình lên thì cũng xin chào hết tất cả những khán giả của diễn đàn của Đạt, rồi chào các anh luôn, anh Vincent, anh Đạt, anh Phúc. Thì cái chuyện mà quẩn đi quẩn lại cũng là cái chuyện mà bảo hiểm, thì mình cứ đóng góp vô đó đi. Mình á là mình có license bán bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà mình không có muốn bán bảo hiểm sức khỏe, tại vì bảo hiểm sức khỏe là nó rắc rối lắm. Nó từ khi mà Obama mà ra cái cải tổ cái luật bảo hiểm y tế đó thì nó rất là rắc rối. Thành ra là
Nhưng mà mình có biết một chút ít thì mình đóng góp thêm, thì mình không biết hết thì là mình không biết hết, nhưng mà mình đóng góp thêm được đó. Chẳng hạn như là bữa anh Phúc với lại Đạt hỏi cái chị kia rồi đó, nói là bây giờ Medicare đó về Việt Nam có mất không? Medicare không có mất. Medicare nó là giống như là một cái dạng bảo hiểm sức khỏe cho cái người về hưu 65 tuổi và cái người trẻ mà bị disability 2 năm. Khi mà 2 năm đó là nó sẽ đổi cái người disability đó mà có đi làm á thì qua bên cái bảo hiểm Medicare. Đó, rồi cái Medicare đó hàng tháng mình phải đóng 150 mấy đô. Không có cần biết người đó có tiền hay không có tiền, cái bảo hiểm Medicare nó phải bắt đóng hết. Đó. Rồi nếu mà cái người đó là cái người ở nhà mà không có làm việc, giống như là những cái người chú bác mà WHO không có đi làm, không có đó đó, vẫn được vô cái chương trình Medicare, nhưng mà bên tụi Social Security á nó sẽ cho cái tiền 150 mấy đô đó, nhưng mà nó không có cho về nhà của cái mấy chú đó, mà nó sẽ cho thẳng vô trả qua bên cái Medicare, rồi mấy cái người đó được hưởng cái Medicare rồi không trả tiền thì cứ tưởng đâu là không có đóng tiền, nhưng mà cái Medicare tất cả đều phải đóng tiền. Thì bản thân tụi mình còn đang đi làm, còn đang trẻ đó, là bị đóng vô cái gọi là Medicare, thác vô trong đó hết á. Rồi tới chừng mà mình 65 tuổi mình về hưu đó, là bắt đầu cái bảo hiểm sức khỏe đó bắt đầu mới cho mình, bắt đầu mình mới cho. Nhưng mà lúc mà mình tham gia vô cái chương trình đó là 64 tuổi 6 tháng, là nó tính là giống như là 6 tháng nữa là mình vô đó, là mình phải đăng ký ngay lúc mà 64 tuổi 6 tháng là mình đăng ký rồi. Đó. Đó, bắt đầu sau đó bắt đầu mình mới chi tiết là ồ, mặt A là cho đi bệnh viện, mặt B đi bác sĩ, mặt D là cho thuốc. Đó thì bắt đầu nó mới chưa chi tiết đó, nhưng mình nó giải thích lại. Còn là cái chuyện mà giống như nó nói nãy có nghe Đạt nói cái vụ mà Medicare ở tiểu bang mà Georgia là không có đủ để trả, tùy cái hoàn cảnh. Tại vì bây giờ là cái thằng em rể của mình nó làm cho welfare, là cho chính phủ liên bang á, nghĩa là nó Social worker. social worker, nghĩa là nó key key manager hay gì đó, nghĩa là mỗi một cái gia đình, mỗi người sinh á, là nó coi cái hồ sơ đó rồi nó mới cho ăn bao nhiêu tiền hay là cho cái tiền gì đó. Và bây giờ còn hồi nãy ấy là cũng nghe cái Đạt nói là có những cái người mà ăn Medicare, ý là Medicaid á, là bị tiểu đường được, nó bác sĩ nó có cho cái thuốc hay không, thì là đôi lúc á, bác sĩ nó sẽ cho cái thuốc đó, nhưng rồi mới chờ gỡ qua bên cái tiền mà của chính phủ cho đó, nó có approve hay không. Nên bác sĩ nói là cái người này á, là rất là nguy hiểm tới tính mạng, cần phải sử dụng cái thuốc này, thì người ta viết cái to đó, rồi bắt đầu á nó mới gỡ qua bên cái Medicaid. Cái Medicare nó approve, nó trả cái tiền đó thì cái người đó mới được đó. Tại vì nó làm vậy để Cái này nó control cái cho cắt lời, cái anh Tôn nói rất rất là chính xác. Ok, giống như ông anh của em bị bệnh cancer, lúc đó là ông đang đang làm trong hãng có bảo hiểm. Ok, thì bây giờ nó trị đợt đợt một xong á, thì ổng không có khả năng sức lao động để đi làm nữa, thì nó mới chuyển qua ổng á, qua cái anh Vinny Tom mới vừa nói đó. Ok, thì á, do cái thằng á, ổng bị lại đợt hai nó tái á, thì do cái ông bác sĩ đó ổng chuyển cái hồ sơ lên, ổng sẽ nói là bây giờ cái tình trạng của ổng á là nó rất nguy hiểm tới tính mạng, mà chỉ có thuốc cancer mới á, tại cái cũ nó không còn work cho him nữa, thì cái thuốc cancer mới của bên Úc á, bên bên Úc nó mới vừa ra đó là 7 mũi, mà mỗi một mũi vậy là 25.000 đô đó. Thì cuối cùng á, gửi qua thì lên chính phủ chấp nhận và cho ổng cái đó. Anh Vinny nói cái đó là em đồng ý một trong cái đó là ông anh em bị. Và bây giờ em xin thêm nói thêm vài câu nữa. Anh Vinny là người bán bảo hiểm, anh Vinny chỉ hiểu một phần về bảo hiểm thôi, anh em mình chỉ hiểu cái phần nào mình mua thôi. Mấy cái thằng dư luận viên nó biết cái gì? nó không biết mà nó bàn, chứ nó không mua luôn, nó không biết luôn, nó không đụng chạm luôn mà nó biết nó bàn chứ, mới ghê. Đúng không? Anh Đạt chỉ biết cái phần của anh Đạt mua thôi, anh Phúc chỉ biết cái phần anh Phúc mua, em cũng biết cái phần của em mua thôi.
anh mà bây giờ anh Vinh này là người bán, anh Vinh này chỉ biết những cái nào anh Vinh này hiểu thôi, bây giờ những cái khác làm sao ai hiểu, nó là đúng. Thuộc về chuyên môn. Dạ. Và bây giờ mấy cái thằng dư luận viên bà mẹ nó mày chưa học ra được lớp 3 trường làng mày viết còn sai chính tả từ lớn hết rồi mày ngồi đó mày nói bảo hiểm mấy bà mẹ thật sự mình nói bữa hổm tôi cũng nói với mấy anh rồi thì là những cái thằng đó đó thì nó nên đó là lên bàn luận là mở diễn đàn là cuộc sống Mỹ mà phải là cuộc sống của Hồ Kiều ở Mỹ á. Thì được. Bây giờ anh cái này cho em hỏi là giống như hồi nãy nói đó, những cái người ăn quê phê trợ cấp á mà họ bị béo phì dữ quá, rồi cái thuốc mà giảm cân á, chích giảm cân đó, nó kêu là cái loại mà chích vô để cho ốm á, thì không biết anh Vinh Vinh này có nghe không, và những cái người đó họ có được bác sĩ hoặc chuyển qua thuốc đó là họ được có cái tiền bảo hiểm nó trả không, hay là họ bị từ chối? Cái mà cái rau ru á là như vậy, là bác sĩ là có một cái quyền, có một bác sĩ ở Mỹ này nó có một cái quyền khi mà cái cải tổ y tế của Obamacare đó, thì nó lấy bớt cái quyền của bác sĩ đi, cái bác sĩ á, viết cái lá đơn hay là cái toa thuốc recommend thì là phải chấp nhận cho người đó, tại vì nó nói là cái người đó cần phải cho cái người đó, để cho là không phải tự động là người đó mua thuốc được. Thành ra là như vậy, là khi người bác sĩ thấy cái người đó thật sự cần thiết phải là phải approve. Cho em nói là cái này phải nguy hiểm tới tính mạng, phải tim nó sắp bể rồi mới được qualify, phải không anh Vinh này? Nếu mà bác sĩ khám là nói là bây giờ cái tình trạng của bệnh nhân này là quá nguy hiểm, nếu mà tiếp tục vậy mạch tim của nó chịu không nổi nó bể là chính phủ mới chấp nhận, phải không? Đúng, nhưng mà tôi lấy cho một cái thí dụ như vậy nè, bác sĩ thường thường là binh vực cái bệnh nhân, thành ra là nhiều khi chưa nguy hiểm tới tính mạng thôi, người ta đã giết là giống như là nguy kịch tới nơi rồi đó, thì là bác sĩ thường thường là đứng về phía bệnh nhân nhiều hơn đó, còn cái số tiền nó sẽ được approve. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ người lớn tuổi nãy Đạt cũng có nói sơ qua đó là đi mổ đầu gối hay là mổ thắt lưng hiếp đó, thì là người trẻ nó cho nhanh trước, là tại vì cái người trẻ còn productive. Dạ, còn lao động, không để đóng thuế lại đó, phải không? Cống hiến. Dạ. Đó, anh Vinh này đang nói Obamacare. Nó work luôn cho cả cái Medicare nữa. Nhưng mà cái Medicare đó là có những cái người lớn tuổi, người ta có những người ta không đi làm hồi trước đó, không có cống hiến vô trong đó, nhưng mà vẫn được đó, thì là nó có cái Medicaid đó, nó cộng vô cái Medicare, nó thành ra hai mặt, nó gọi là dual plan. Thì á là giống như nãy mình nói, đáng lẽ phải hàng tháng là phải đóng 150 mấy đồng á, hiện tại năm 2024 đó, mỗi một tháng cái người mà Medicare beneficiary á là phải đóng 150 mấy đồng. Nhưng mà có những cái người á không có đi làm mà được hưởng cái chương trình đó, được vô cái chương trình đó, thì là cái tụi Social Security á nó đóng luôn, mà nó đóng thẳng vào bên cái Medicare. Thì cái Medicare đó là được cái số tiền đó, thì người đó được hưởng cái những cái phúc lợi về cái bảo hiểm Medicare. Nhưng mà người ta không có xuất tiền túi ra, người ta không đóng, người ta tưởng như là không có đóng tiền, nhưng mà thật ra là có. Còn đại đa số là những cái người mà về hưu á, là người ta có tiền retirement, thì cái tiền retirement của người ta đó là phải đóng 150 mấy đồng vô trong cái Medicare hàng tháng đó, để được hưởng cái chương trình Medicare là cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cái người về hưu. Em có câu hỏi là hôm bữa anh Đạt qua bên Cali này chơi nè, thì anh em có bàn về cái vụ mà người già mà có về hưu nha, chứ không phải là ăn tiền già nha, về hưu mà người họ về Việt Nam luôn á, thì cái Medicare của họ bị ảnh hưởng như thế nào? Anh Vinh Sành với anh Vinh này nếu có biết thì có giải thích gì mình cũng đã bán qua, nó có cái gọi là cái đầu tiên vô được cái chương trình đó gọi là Medicare, thì nhưng mà Medicare original, rồi sau đó đó nếu bây giờ mình muốn là mình đổi qua một cái nó gọi là Medicare Advantage. Cái Medicare Advantage đó nó work ở trong cái khu vực của mình, nhưng mà nó có những cái công ty rất là lớn, nó work cả nước Mỹ luôn, chẳng hạn như là Humana hay là United Healthcare, thì cái công ty đó rất là lớn,
Thì ví dụ bây giờ mình trong cái network đó mà đi xuống Florida chơi mấy tháng, thì mình lỡ xuống Florida mình có những cái gì đó nguy kịch, mình đi bác sĩ, thì ở Florida nó cũng có bác sĩ của thằng mà nó lấy cái nhận cái bảo hiểm Humana đó ở Florida, thì mình nó không phải là out of network, nó vẫn trả được. Còn những cái người mà hưởng cái Medicare mà về Việt Nam á, thì á, lúc mà mình phiêu thuốc thì là mình phiêu thuốc ở đây, nhưng mà khi mình về Việt Nam thì bác sĩ nó cho mình 2 tháng 3 tháng thôi, ví dụ vậy. Mà về bên Việt Nam ở luôn thì là mình không có được cái sự chăm sóc sức khỏe, tại vì nó chăm sóc là cái hệ thống bác sĩ bệnh viện ở trong cái khu vực. Khi mà mình sai đắp cái đó thì là nó sẽ nói là mình chọn cái bệnh viện nào gần ở chỗ của mình, rồi cái bác sĩ nào đó là bác sĩ gia đình của mình phải nhận cái bảo hiểm đó. Thí dụ bây giờ mình chơi vô cái Medicare Advantage là Humana nè, là bác sĩ đó phải nhận cái bảo hiểm Humana nè, rồi á là cái bệnh viện mà mình chọn đi á là cũng phải nhận cái Humana nè đó. Còn cái Medicare Original á là đi bất cứ chỗ nào cũng nhận hết, tại cái Medicare Original là tiền của chính phủ liên bang nó rót vô đó giống như một cục tiền thôi, nó không có là một cái công ty bảo hiểm nào hết Thì đó. thời em qua là cái Medicare Original đó là anh đó từ E đến Z là coi như là miễn hết đó. Là anh không có đóng gì, mà bây giờ đâu có mấy người được mấy cái đó nữa anh Vinny. Cái Medicare Original đó là bà má vợ vẫn còn giữ cái đó, bà không có đổi thành cái Medicare Advantage, thì nó là một cái cục tiền, thì là đi chỗ nào bác sĩ nào cũng được hết, nhưng mà nó có cái giới hạn. Thí Rồi dụ bây giờ bây giờ cho anh hỏi một câu, thí dụ giờ bác đi về Việt Nam chơi, ok, bác có quốc tịch Mỹ, bác được có cái đó. Rồi bây giờ lỡ mà bác đi về Việt Nam chơi, rồi lỡ bác bị bệnh, đây về bệnh viện Việt Nam, thì có bệnh viện nào bên Việt Nam mà nhận cái chương trình đó hay không? không, Vậy rồi bác sẽ làm sao? cái đó đó mình trước khi đi là phải mua cái travel insurance. Anh bên này Thì anh có bán cái loại đó không anh bên này? Travel insurance. travel insurance có người kêu mình bán nhưng mà mình không có bán. Giờ mình mua ở đâu? Mình mua ở đâu? Lúc mà mình mua vé máy bay thì là mấy cái thằng đại lý đó mình hỏi nó có bán travel insurance không Mà đó. mắc không Thì anh bên này? hả, Mà có mắc tiền không? nó là portion của trong cái ticket, thường thường nó có một cái phần rồi trong basic của cái thẻ cái vé máy bay mình mua, nó cũng có basic trong đó rồi, nó cũng có. Tại vì cái người đi travel là người ta sẽ có những cái trường hợp về khẩn cấp về y tế nó sẽ có xảy ra, thế nên nhiều khi người ta bị gì đó ở cái chỗ mà người ta tới, hoặc là người ta bị khẩn cấp rồi người ta không đi được chẳng hạn vậy đó, hay là đi tới một cái nước khác là người ta phải về gấp chẳng hạn vậy, để nó có cái cover đó. Cái đó là cái travel, còn cái đó là cái phải sức khỏe không? Travel insurance cái đó có phải là sức khỏe không, hay là cái mà anh nói là bị cái Nó gì mà trúng? travel insurance á là nó cũng có cover một chút ở trong cái sức khỏe, tại vì á là đi qua cái nước của người ta hay đi tới cái vùng đó là mình có sẽ có bị ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình, mà nó ảnh hưởng cái travel thì nó gộp chung với nhau. Dụ mình qua bệnh rồi mình bị bệnh đi, mình phải nằm nhà thương đi, rồi cái bảo hiểm đó, travel insurance đó, nó có cover cho mình không, hay là mình phải bỏ tiền túi, là bao nhiêu phần trăm? Nó cover nó lúc đó bắt đầu mới go chi tiết giống như chàng như cái bảo hiểm sức khỏe của mình thôi, nghĩa là nó sẽ trả bao nhiêu phần trăm rồi chẳng hạn, là vậy đó đó. Nhưng mà ý là người ta về luôn, người ta ở bên Việt Nam luôn 5 10 năm lận mà Không anh được, ơi. Không được không không có được. anh không được. Thí dụ bây giờ á, Một năm anh phải về một lần. Cái video mà của anh Đạt mà tới nhà anh Phúc với chị Trang chơi á, hôm đó tụi em hãy á, thì anh Phúc anh đưa ra cái lý do là đúng, cũng đúng là lúc mà về Việt Nam thì không cần cái Medicare ở Mỹ nữa đúng không, thì họ sẽ tự động mua bảo hiểm sức khỏe ở Việt Nam và thí dụ họ vậy. mua cái bệnh viện quốc tế. Đó là cái lời của anh Phúc anh nói, thì tại vì lúc đó nó không có sử dụng cái Medicare bên đây nữa. Nhưng mà ý nói bây giờ ví dụ như mình về 5 năm 10 năm hay bao nhiêu năm á, thì mình có phải, nếu mà trường hợp mình muốn giữ cái Medicare, phải có một cái không limit thời gian nào đó mình phải về mình renew nó lại, chứ không thôi là nếu mà Cái
cái Medicare mà original đó là không cần, cứ là cái Social Security của mình mà nó cứ trả chi qua thẳng qua bên cái Medicare đó là mình vẫn có cái Medicare original. Nghĩa là mình đi về Việt Nam mình ở mấy năm nhưng mà cái tiền Social Security của mình á nó vẫn trả cái tiền đó thì mình vẫn được cái Medicare original. Mà cái Medicare original á thì là mình đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết đó, Rồi có nó không bị hạn cái chế. Còn mình nếu mà mình nâng cấp nó lên thành Advantage á, khi Advantage là mình phải chọn ra một cái công ty bảo hiểm nào đó thì cái đó nó có nhiều cái hơn. Thí dụ bây giờ vậy thì bây giờ em hỏi riêng á, anh Vinny á, anh Đạt á, anh Phúc á, thì bây giờ ok mỗi người á, bây giờ mỗi người bốn anh em mình ở đây á, tiền retire mỗi người sẽ khác nhau hết, ok đúng 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 ok cái đó là cái đó là ai cũng khác rồi, cái chuyện cá nhân ở bên. Bây giờ Yeah. nếu tình trạng y tế như thế đó, bây giờ ba anh á có, nếu mà mình không nói tới vấn đề chính trị mà vấn đề mà là tự do này kia hết thì mọi thứ đều ổn thỏa hết, chỉ có vấn đề y tế thôi, vậy thì ba anh có chịu về Việt Nam để ở retire hay không? Không, em thì không có về rồi. Em Yeah. là này. Tôi thà là đi xuống với thác sệt nuôi gà ở một cái khu xó nào đó chứ còn tôi không về Việt Nam đâu, tôi nói Tại vì thiệt. bây giờ anh với này, anh Đạt, anh Phúc cũng biết nè, cái người con người của mình trên 50 tuổi có thể bị đột quỵ hay là bất cứ một cái chứng gì xảy ra. Bây giờ nếu mà bây giờ mình về Việt Nam mà lỡ cái tình trạng đó xảy ra thì ai cứu mình? Anh Vinh Thành cho em kể chuyện đó ra, cái chuyện đó em kể lần rồi của anh Alan Đặng. À, ba vợ và mẹ vợ anh Alan Đặng và anh Alan Đặng đi về Việt Nam chơi thì ổng rất thích về Việt Nam. Thì bữa đó đó ổng dậy ổng đi tiểu à, buổi tối thì ổng giống như ổng bị stroke rồi đó. Đem vô nhà thương. Thì nhà thương đó là sau đó thì biết là gọi là Việt Kiều đó là phải đưa tiền bác sĩ nè, cho tiền bác sĩ, cho tiền y tá riêng để mà cứu người người cha, là phải móc tiền túi ra là tốn không biết là bao nhiêu tiền, 5-10 ngàn gì đó đó. Rồi bây giờ nói thôi đem về Mỹ chữa đi thì mà phải tiền túi của mình hết, mua là 6 cái ghế máy bay, Dạ. hai bác sĩ, một bác sĩ, hai y tá, phải phải bao họ từ ở Việt Nam Sài Gòn tới San Francisco. Rồi sau đó đó rồi ambulance nó mới chạy vô vô phi trường nó chở ra, rồi phải cho bác sĩ y tá mướn phòng cho ở một ngày để nói chuyện chuyện giao gì đó là tốn hết mấy chục ngàn đô la, tại vì À, bây giờ đi bây Việt giờ Nam ok mình không có bảo hiểm á. bây giờ nếu mà tình trạng vậy đó là mình xách tiền túi hết rồi, Dạ bây giờ mình về đây nếu mà mình có bảo hiểm rồi mình có claim được cái tiền đó hay không? đó đó là mất. Nghe không, nghe anh Alan đang nói cái gì cái vụ Vậy đó. thì bây giờ ba anh có dám mà gamble mà ở Việt Nam hay không? Về Việt Nam bệnh là không có tiền là chết thôi. Bây giờ cái Cái tuổi tác mà bảo hiểm này nó chữa, bảo hiểm kia nó bao nó đây đây tôi cũng xin cho một cái thí dụ nè, là cái này là ông già vợ. Ông già vợ thì là 80 tuổi rồi đó, mà là hồi lâu rồi, cả hơn 10 năm trước là ông mổ cái đầu gối bên trái, mới đây cách khoảng 3 tháng là ông mổ cái đầu gối bên phải. Thì mổ xong rồi á, mà mổ ở thà một cái bệnh viện của người Do Thái ở New York này rất là tốt luôn. Xong á rồi mổ khoảng trong ngày là về, xong á là có y tá hàng ngày người ta tới thay băng ấy, rồi xong á rồi ở đâu khoảng chừng 3-4 tuần á bắt đầu á là lành rồi, bắt đầu đi tập cái chân, đi tập therapy Dạ. á, cứ mà cái gần nhà đây thôi của người Hàn Quốc, mà ngày nào cũng đi tập hết, tập nửa tiếng đó, mà cái đó là được hưởng trong cái Medicare đó. Thì cũng già đó, mà ông già vợ thì hồi lúc mà đi làm không có được bao lâu đó là bị tai nạn chỗ làm cho cái phi trường JFK á, phi trường lớn đó, thì là Em có ghé đó 2 lần, phi trường đó lớn. Đó. thì là hồi đó là mổ cái đầu gối bên trái, bây giờ mới là mổ cái đầu gối bên phải.
Mà mới đây là mấy người cháu của ông già vợ bên Việt Nam á, là cái dòng họ Nguyễn ở Hội An này cũng ghê gớm lắm. À, bên bên ông già vợ á, là có rất nhiều đất ở Hội An, mà mấy cái người cháu kêu bằng chú ruột đó là rất là ấy, cũng muốn ổng về, nhưng mà ông nói không, tao không có về. Anh Vinh Ổng Thị và mấy anh có nghe một YouTuber ở Cali mà đưa cha ra phi trường về Việt Nam chữa đầu gối không? Ở Mỹ mẹ nó mổ không mà ở Việt Nam á là bảo toàn. Rồi giờ cha cũng đồng ý chống gậy đi ra phi trường để về Việt Nam bảo toàn. Coi như đại diện nó kêu là cái gì ta? Không phải mổ mà kêu là giống như là phục hồi vậy đó thôi chứ không mình có ở Mỹ nó ghê lắm, đụng cái nó mổ, đụng cái nó hồi mổ. để cho mình cho thêm hai cái thí dụ nữa đó, là lấy mình là một cái thí dụ nè. Mười mấy năm trước là mình đi nó gọi là giống như đi mổ tim đi, nói là mổ tim nhưng thật ra không có mổ gì hết đó, rất là hay. Tại vì là cái tim nó đập nhanh đập chậm, có lúc nhanh lúc chậm, mà cứ bác sĩ cho ống thuốc thì là để nó giống như đập cho cái tim nó đều lại. Thì bác sĩ chuyên nghiệp về tim á, người Hàn Quốc luôn, ông nói là cái chỗ cái tim nó có một cái tế bào nó làm cho cản cái trở cái là dòng điện nó không có lưu thông, thành ra tim đập nhanh đập chậm. Bây giờ là chỉ cần đốt cái tế bào đó đi thì là cái tim mình cái điện nó sẽ chạy vận chuyển bình thường, thì cái tim mình đập bình thường. Thì đi tới đó là trước khi mà tới nó thử máu đổ đầu xin tiền approve xong của bảo hiểm xong rồi đó, là khoảng chừng 1,5 tháng mới mổ. Từ cái lúc mà bắt đầu mình chuẩn bị cho tới lúc mà mổ là 1,5 tháng, nhưng mà thật ra không có mổ gì hết, nó chỉ có đục một cái ống từ ở dưới cái háng của mình theo cái động mạch, nó đút cái Trời ống đó với lại cái camera với lại cái em sorry anh Vinh này, em mới nói cho cái thằng quỷ thằng tu này rằng cái thằng đó nó ngoái lỗ tai nghe, nó cái gì cũng mổ bên Mỹ này á, là người ta đốt bằng laser, người ta không có mổ nữa. Nó cứ nghĩ là bên Mỹ này á, là coi như là giống như Việt Nam, cứ đè con dao cắt ra là mổ. Ở bên này ông nội ơi, người ta đã đi tới mẹ nó sao gần tới tới sao đó. Mã rồi, người thì ta thì đốt cho à, dạ, người ta đốt cho người ta laser thôi mà nó để cứ nói là mổ mổ mổ. Bà già cho tôi chợ tiếp nè bị cái mổ câu. đầu gối, nó mổ đi bà, đút cái ống vô nó chìm, nó chìm mấy cái tissue mà của cái đầu gối á đó, rồi nó mới lấy ra, rồi nó chùi hết, nó chích thuốc vô, nó nhét thuốc vô. Giờ bà chạy rầm Thì rầm luôn. á Nó cứ mổ hả? là tôi mổ là người ta nói là chỉnh nhịp tim, là giống như là nếu mà cái kỹ thuật cũ á, là phải mổ banh cái lồng ngực cái Đúng gì, thì là nằm là phải là biết bao lâu mới hồi sức lại, rồi là phải banh cái ngực người ta. Cái này nó có một cái ống nhỏ xíu ở dưới cái háng đút dưới lên háng, đúng rồi, nó đút từ cái dưới háng nó đút lên, nó hả, thông cái chỗ đó đó, nó đại nó khái đút lên, là nó có dạ. camera với lại có cái đồ để đốt cái laser, rồi nó chụp thuốc mê của mình, rồi nó làm mình á, là từ sáng chiều là xong, coi như là từ sáng cho tới chiều là coi như là mình có thể về nhà. Nhưng mà là tôi có bị nó gọi là giống như side effect á, nghĩa là lúc mà trái tim của mình nó đập chậm 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 chậm, mà nó giống như là nó nhịp nó bị yếu đi từ 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 á, thì lúc đó nó có đeo cái máy trong người của mình. Vừa lúc đó đó là bà xã đi tới để đưa đồ ăn cho ăn xong, thì mình thấy giống như từ từ mình tắt tivi vậy đó, từ từ nó mờ 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 đi, thì mình vừa tắt cái đó thì là cả mười mấy người chạy vô trong cái phòng của mình. Một người bệnh mà tất cả mười mấy người được chăm sóc, một cái ở đâu mà có Rồi. cái sự chăm sóc đó vậy đó, người Thì bây ta giờ mấy mấy cái thằng ấy giống như mấy thằng dư luận viên á, nó nói là y tế Việt Nam bây giờ tốt lắm, bệnh viện quốc tế, bla 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 whatever, ok. Bây giờ cha em nằm bệnh viện 1 tháng mấy em biết nè, một bà y tá trực ổng á là 8 tiếng, xong á nó đổi ca, một bà đó trực thêm 8 tiếng là K2, nó đổi ca trực thêm cái là coi như là 24 tiếng đồng hồ, là ba bà y tá đó vô chỉ có mình chăm sóc cha em thôi. Nhưng mà cha em đi qua bên Mỹ này á, ổng qua lúc đó ổng cũng lớn tuổi, năm mấy tuổi, 53, ổng làm được có 13 năm ổng retire, ổng đâu có tiền bao nhiêu tiền retire đâu, nhưng mà dạ. cái bảo hiểm nó cho thêm độ này kia đó thì nó vẫn cover ổng là 100%. Nhưng mà một mình ổng nằm một phòng, y tá trực 24/24, có gì là nó bấm liền. Bây giờ hỏi lại mấy cái thằng dư luận duyên á, dư luận viên, dư luận cái con bà bò đỏ hồng ngu, cái con bà gì đó, ok. Bây giờ ở Việt Nam một thằng đại gia có được một con y tá săn sóc hay không, hay là rồi bây giờ một cái phòng á
Bây giờ tụi bay nghèo á, tụi bay á là đi mai ở Bình Dương á, tụi bay vô nằm bệnh viện á, tụi bay có được một cái phòng máy lạnh chạy phà phà không? Rồi tụi bay có được một con y tá mà lại nó săn sóc tụi bay đó là 24/7 không? Cứ ngồi một, đó đi mà đã, một giường ba người. À. Rồi thì hồi nãy là anh Vincent có nói đó là tụi mà tại việc thế giới nó tới Mỹ này nó chữa bệnh nè, thì là tôi có một cái người bạn bạn học trung học chung ở Houston, cô đó đang đang có conference ở Boston đó, ngày mai là về lại Houston này, cổ làm cho cái Anderson Cancer Center, một cái chỗ mà nghiên cứu mà trị ung thư đó cho cả thế giới luôn chứ đừng nói cho nước Mỹ. Thì á, là ông chồng á kể anh bạn chồng á kể là có một cái thằng mà bên tại việc ở bên Trung Đông nó qua, nó muốn chữa cho bà vợ, nó mua luôn cái chỗ đó luôn, rồi nó cống hiến luôn cho cả mấy tỷ để mà làm cái chỗ đó, là nghiên cứu riêng cái bệnh ung thư cho bà vợ nó. Rồi á, khi mà bà vợ nó chữa lành xong mà nó cống hiến cho cái bệnh viện đó mấy tỷ đó. Cái đó ông này cũng có nữa anh Vinny. Khoảng chừng 30 năm trước á, là ông vua dầu quả Ả Rập á, không phải là ông vua mà hoàng tử, trong hoàng tử cái gì đó đi qua bên này đó, thì á, anh cũng biết là bà Nancy Reagan đó là mẫu mẫu tim ở đây. Yeah. Đó là coi như bệnh viện OO này nó cũng nổi tiếng lắm đó, tới nó lớn tới 7 block đường. Ok, 7 block đường, anh tưởng tượng 7 cái block đường bên Mỹ này nó là bao nhiêu cây số. Thì á, nó có thể có Ả Rập, nó bay máy bay nó qua, nó có nhân viên nó qua, nó coi như là nó bao hết cái đó, là coi như là nó trả, nó ra nó offer cái ông đó có căn nhà mới mua. Anh biết mà, thời 30 năm về trước căn nhà mà 200 mấy 300 ngàn đó, đó là thiệt thuộc về biệt thự rồi. Nó nói ông á, bây giờ ông mới mua 3 tháng à, nó bây giờ tao mua mày 600, mày dọn ngày mai cho tao, đưa tiền mặt luôn, hai chồng mừng quá. Ok ông á, mẫu này lên á, ai sắp hàng cái người homeless luôn, cứ sắp hàng lại vô bệnh viện đi ngang ổng nói á, chúc ông mau khỏe, mỗi đứa 1000. Anh biết cái thời 30 năm về trước 1000 đô đó mà lớn biết không? Yeah. Đó coi như là miễn lại á, chúc ông á mau khỏe là được 1000 đô, chúc ông mau khỏe được 1000 đô. Máy bay của ổng á mà đậu á phi trường Cleveland của em á là dán vàng luôn, là coi như là đài truyền hình nó quay, coi như là nó quay trực tiếp luôn. Rồi xong á, ổng á chữa lành cho ổng gì, ổng đô nấy á, là hồi thời đó không có nói tới tỷ anh Vinny biết không, mà thời đó thời 30 năm về trước cái tiền triệu là đã quá rồi, nó đô nấy mấy triệu bạc để cũng nghiên cứu giống như anh Vinny nói đó. Yeah. Là nghiên cứu. Yeah. cho về cái riêng cái đó, nó bao luôn một lầu đó luôn, nó bao luôn một cái khu đó luôn. Tại sao á, tại sao người ta dân giàu tỷ ta thuộc thì không phải là dạng là quá giàu rồi, mà người ta đi qua bên Mỹ này người ta trị bệnh. Bây giờ á, mấy thằng dư luận viên á, mày xúi tụi tao á, bên này á phải đi về bên Việt Nam trị bệnh, bà mẹ nó mày đưa thằng thiến heo cho tao á mà mổ tao mổ tim làm sao vậy? Tụi bay biết thiến heo làm nào không? Tụi bay tự nghĩ suy nghĩ đâu. Ok, bây giờ nó có cái bằng thiến heo mà bây giờ mày kêu nó mổ trái tim tao vậy, tao chẳng khác nào là con chuột bạch. Bác sĩ thú y. Bây giờ ở đây ba anh đều biết. Bây giờ không cần biết anh có tiền của cái gì bao nhiêu. Một khi anh bệnh ngặt nghèo, anh không có khả năng trả, anh vẫn apply xin chính phủ được. Trong bệnh viện nó có một cái người làm về cái đó. Giống như là cái cho chính phủ để apply cái đó. Không biết là anh có nghe cái câu chuyện tôi kể, người cô của tôi vô bệnh viện chưa, lúc trước cho Đạt nghe đó, không biết anh có nghe câu chuyện đó không ạ? À? Dạ không. Cô ruột của tôi đó, thì á, cổ đi làm rồi cổ giống như là thức hơi thức hôm, để tại vì bà sắp thi quốc tịch á, là bà sợ rớt, bà cứ thức khuya bà đi bà học phải không? Cái vô trong cái chỗ làm cái bà bị xỉu, rồi cái ông chủ luôn nha, chở bà vô trong cái bệnh viện để cấp cứu. Thì xong á là không có đủ tiền để mà cover cái tiền mà chi phí của bệnh viện á, thì cái ông chủ ông nói chứ là đừng có lo, cái chuyện mà đi làm á là ông sẽ trả hết, đừng có lo.
Rồi ở trong bệnh viện á, nó có một cái cơ quan từ thiện trong đó, nó nói là nó sẽ giúp cho cô của tôi đó là điền để mà xin cái tiền để mà trả là hết những cái chi phí mà chưa có trả hoàn hết cái tiền chi phí đó. Mà nhưng mà mình phải đưa cái hai cái check cuối cùng, hai cái cùi check cuối cùng đó là mình làm cái lương thấp đó, người ta xin cái tiền của tiểu bang để mà trả cái chi phí đó thì nó có. Thì em hiểu cái vấn đề đó, cho nên á, bữa hôm kia mấy bữa trước em có nói với cái thằng Tony, ok, nó nói á, là bây giờ không có tiền trả bệnh viện nó kéo nhà, nó lại thêm đồ ra một cái mưu nữa. Ở bên Mỹ này á, không có ai á có quyền kéo nhà mình, không có. Bây giờ ok, nếu mà the worst case là cái tệ lắm á, là người ta vẫn cho mình một cái căn nhà ở và một chiếc xe lái đi làm, ba anh nói có đúng không? Bây giờ cho anh có khai phá sản đi nữa, anh cũng được giữ một căn nhà để cho mình ở và một chiếc xe để mình đi làm. Rồi tiền á, tao thiếu mày bao nhiêu không cần biết, bây giờ khả năng của tao trả được 50 đô một tháng, tao trả 50 đô. Ba anh đồng ý không? Cái đó là Mỹ đúng không? Rồi, bây giờ nó nói là sẽ bị trừ thẳng trong lương. Ở Mỹ này không ai được có quyền trừ thẳng lương anh, luôn cả IRS. Ok, chỉ có một người có quyền trừ thẳng lương anh, ba anh biết là ai không? Bà vợ ly dị, Đúng, 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 chính xác, bà vợ ly ok, dị chính xác. thích dưỡng Có nghĩa là bây nuôi giờ không dưỡng cần biết anh thiếu nợ con. ai, thiếu nợ thẻ, thiếu nợ ngân hàng, thiếu nợ chính phủ luôn, không khe, tao xù mày hết. Nhưng mà có cái là thiếu nợ child support, nó trừ thẳng lương anh, nó gọi vô thằng chủ á, ép bị qua lâu gọi vô, nó làm còn làm cho mày không? Nó còn sao mày á, đã mỗi tháng mày phải gửi cho tao bao nhiêu đó, ok, nó trừ thẳng lương anh luôn. Chỉ có thằng trai support thôi. Tao này mày, nếu mà mày có nghe, mày dẫn cái lỗ tai trâu của mày ra, mày nghe cái luật Mỹ, ok, Thì nó càng mày nói là nói biết á, cái mày cà lồi nó càng ra và cái sự nó tốt càng, của nó mày nữa. càng nói á, thì mày càng lòi ra cái ngu của mày, là mày, tao biết là mày không có ở Mỹ, mà dù mày có ở Mỹ đi nữa, mày cũng là thằng Hồ Kiều thôi, mày không có biết cái câu mẹ gì hết trơn á. Mày nói là Mỹ thiếu tiền nhà bệnh viện có 16 ngàn họ trả không được, Ai hết ai anh ai nó không trừ được mình á, anh Vinh Thành, em nghĩ không được, IRS nó cũng trừ được luôn không? không Không được được hả? Tôi luôn á, trơn IRS không có quyền trừ lương anh, nó nó cứ trả cho còn anh cuối thôi, năm anh khai thuế anh lấy lại nhiêu thì nó bắt nó anh trừ lên nó lấy à, hết. nó trừ dạ à, dạ dạ nó lấy trước, anh nó lấy lấy lại nó trừ à. trước lấy Còn lấy bây trước giờ thêm một cái nữa nó trừ, anh đi casino mà anh trúng jackpot là khỏi khỏi lấy. Nó trừ, anh trúng Không, số là phải trừ. anh Vincent cho cắt lời để này để nhắc Đạt trước cái này, mình một cái đề tài sau mình nói sau, nhưng mình sẽ nói tới cái chuyện mà mình phải đi làm nghĩa vụ công dân, làm đi bồi thẩm Đúng, đoàn. mình mà cái mình đó anh bên này đó, em bị sẽ qua đó. cái 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 đề tài đó mình nói sau đi, nhưng mà để nói Đạt trước, để mai mốt mà mình sẽ nói về về cái chuyện đó sâu hơn, là tại vì cái đó là một trong những cái mà mình tự hào mình là người Mỹ. Hồi nãy có thằng nào nó viết ở trong cái diễn đàn của Đạt này, nó nói gì nó chỉ thách khe người Mỹ thôi, còn mấy cái người ba sọc của mình là phản Đúng bội rồi, phản mấy Trung thằng Quốc gì. đó nó ngu dốt quá mà Nó không có biết, bây nó không có giờ biết. mấy cái thằng bò đỏ nó nằm mơ nó cũng không được vô ngồi là bồi thẩm đoàn nữa. Mẹ nó, mình là một cái công dân bình thường của bên Mỹ này, mình được vô mình phán quyết cái người đó có tội hay không có tội, mình cho là mình thấy cái case nó như thế nào. Còn mấy thằng bay ở Việt Nam á, bây giờ tụi bay có ba kiếp nữa tụi bay cũng chưa được các bạn, mà ngồi vô cái ghế đó để mà quyết định người đó có tội hay không Làm gì nó có có cửa đâu, tội. mình nó mày có nói cửa, mẹ không có mày cửa nào mày cho nó hết. bây giờ mày á, đi cái lá phiếu mày còn không được đi bầu nữa, mẹ nó, mày là công dân, Nói mày trời cứ dốt nát mày dữ tự mày tự hào mày là công em dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh cái đám dư luận viên á, là nó chỉ tôn thờ bác và đảng đó thôi, còn đối với anh em mình là nó phải chỉ trích đó, nó vậy đó, nó cái nghĩa vụ của Tụi nó. nó đó phải nhắc luôn cho tụi nó nè, là bây giờ mà nó mà 2T tháng 9 mà nó ăn mừng á, là ăn mừng bác nó chết đó nha. Tụi bay là không nên được ăn mừng á, tụi bay phải tránh qua cái ngày 2 tháng 9 nè tụi bay mới ăn mừng. Mà tụi Hồi bay ăn nãy mừng á là bác bay chết ngày 2 tháng 9 đó, ok. hồi nãy anh Đạt nói cái này ở trong Facebook, không có một cái quốc gia nào mà lễ nhiều như cái nước Việt Nam, ok, nó lễ á,
á, lễ của nó xong rồi, nó ăn lễ ké của người Mỹ. Nó ăn nào là Valentine, nào là Halloween, mẹ nó ăn tá lạ hết. Nó ăn hai cái Tết. Bây giờ đó, mà người ta ăn một cái Tết Tây hay là một ăn một cái Tết ta, nó ăn hai cái Tết một năm á, cộng lại á, nó không biết nó ăn bao nhiêu cái ngày lễ. Mà mỗi lần lễ á, là công nhân phải nghỉ. Một ngày công nhân nghỉ, bây giờ nước Việt Nam mình là có 100 triệu dân, mình nói đây, thí dụ bây giờ là cho 40 triệu là công nhân. 50 triệu rồi. Một ngày 40 triệu công nhân không hoạt động thì bây giờ mình mất bao nhiêu tiền? Trời, em nói cái đó hoài luôn rồi. Em nói cái đó hoài luôn mà nó không nhận ra. Mà đấy, nó bắt chước Mỹ luôn á, là cho công nhân nghỉ mà được ăn lương cái ngày nghỉ đó. Thì là cũng... Rồi bây giờ thêm cái thứ hai nữa. Bây giờ mày cho nghỉ một ngày đi cũng được đi. Nó quất có 2-3 ngày. Bà mẹ nó... Lại đó, ăn 4 ngày đó anh Vinh Sành. Tết nó cho một tuần. Trời ơi, mày ăn kiểu đó bởi vì dân nó nghèo là phải rồi. Bà mẹ nó nghèo. Nghĩa là cái ngủ trưa nữa. Rồi thêm cái nữa. Nó nghỉ lễ rồi nó ăn, nó nhậu, nó quậy, nó chạy xe gây tai nạn. Rồi đó là bây giờ mình không nói tới cái mạng người. Những cái mà đem mà sẽ tốn tiền bao nhiêu của chính phủ ngân sách. Thì nó nghèo thúi thêm thôi. Bây giờ nếu vậy là nó nghèo thêm thôi. Chứ không có nói gì hết trơn á. Bây giờ giống như bên Mỹ đi. Bây giờ ok, mày muốn ăn á, lễ cho thêm một ngày. Cái ngày đó ngay ngày chánh. Ok mày nghỉ. Rồi á, nếu mà cộng vô cái ngày sánh đề hay là ngày chủ nhật cái gì đó, ok là mày được 2 ngày thì trở lại đi làm. Còn này nó cho 2-3 ngày. Còn Tết cũng vậy nữa. Trời ơi, Tết đó bà mẹ nó, mình đi về Việt Nam 2 lần Tết rồi. Nó buồn mà coi như nó không có còn cái Tết nữa. Đâu có còn mà thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây niêu tràn pháo bánh chim xanh cái con mẹ gì nữa. Nó không có bánh mứt cái gì hết trơn á. Có nhà mua được cái pháo nữa đâu. Có nhà mua được cái gói 200 ngàn để lên đó, có miếng mứt, miếng chai rượu gì. Rồi thôi, đâu có con nít mà mặc áo mới đi đốt pháo, đi chạy chơi bồ cua gì đâu. Nó giống như một ngày thường thôi. Mà mày cho người ta nghỉ tới một tuần để làm cái gì vậy? Để làm cái gì vậy? Rồi á, nếu mà những người giàu á, người ta có đồ ăn, mấy người nghèo có gì đồ ăn. Em tới rồi nè anh Đạt, em tới từ nhà dưới quê á, đó. Mời em ok, mùng 1 người ta không dám mời. Mùng 2 á, mày phải ghé nha. Mùng 3 em phải ghé nha này kia. Em đi hết mùng luôn. Có gì con gà xé khoai có cái gì đâu. Đâu phải giống như hồi Tết hồi xưa mẹ em á chuẩn bị nè. Một nồi thịt kho nè, một khạp á, dưa chua nè, bánh tét, bánh ít á, là coi như là đầy treo đầy hết. Rồi mứt dừa, mứt gừng này, mứt này kia. Ủa giờ đâu có đâu. Vậy tại sao á mày phải ăn cái Tết. Bây giờ ok, mình nói Tết truyền thống mình không thể nào bỏ được. Ok, tao cho mày mùng 1 đi. Hay là cho đó giờ đêm 30 đón giao thừa qua mùng 1, cho mày nghỉ luôn mùng 2 đó. Ok, mùng 3 trở lại làm đi. Dạ. Yeah. Tại vì á, một 40 triệu công nhân mà ngưng hoạt động một ngày á, là anh mất một cái xã hội bao nhiêu? Tiền thuế của chính phủ bao nhiêu? Đó. Tại sao á, cứ chế ra rồi bây giờ ở Việt Nam có cái nạn nữa. Em nói thiệt với anh Đạt á, với mấy anh á, em lớn lên á, 13 tuổi em đi vượt biên. Hồi xưa á, lúc mình còn nhỏ mình không có biết, tại lúc đó gia đình khá giả ở Sài Gòn, ok. Sau này mình được đi kinh tế mới, ok, nói là mình được, ok. Thì lúc đó nghèo rồi, em không biết bất đề là cái gì chứ. Em không biết bất đề. Rồi em từ nhỏ lớn đến giờ chưa biết bất đề là gì. Mà bây giờ ở dưới quê á, cái chỗ á mà trồng bò á, mà giống như là sậy lao á, nó cũng tổ chức bất đề nữa. Mà phải tổ chức bất đề á, người lớn không nói gì, nó tổ chức cho con nít ra rồi mời. Rồi nó đãi tiệc. Nó nấu đồ ăn, đồ bưng bàn, đồ lại nữa đàng hoàng nha. Trời ơi, tụi bay á, bà mẹ nó. Hồi xưa em biết á, là ở Việt Nam mình á, chỉ làm mà cho ngủ tuần. Có nghĩa là 50, người ta đạt được 50. Rồi tới 60 là lục tuần. Rồi tới đại thọ 70. Không có ai á, mà mỗi năm á, mẹ bà nó thằng tí, thằng tèo bây giờ. Nếu mà bây giờ tụi bay cứ làm vậy á, cả một cái năm của tao á, tao đi bất đề là hết thời giờ của tao. Đúng không? Bây giờ là con anh hai đứa, em ba đứa, anh Phúc á, hai đứa, ba đứa, anh Vinh này ba đứa, cứ mời bất đề con tao bất qua lại mẹ mỗi năm á, đi đó là nhiều những giờ. Người dưới quê hiện tại đó, hiện tại luôn ngay lúc này á, hiện tại, họ đi nhiều lắm giờ. Trời ơi, con nít
thí dụ thôi nôi ok, mình làm theo cái truyền thống thôi nôi thì cho nó lụm cái này cái kia ok, còn 2 tuổi thôi khỏi đi, mẹ bà nó mày đừng có mời tao mẹ tao mất thì giờ quá đi. Trời ơi, bây giờ đứa con nít mà mày cũng kêu tao đi bỏ một cái buổi làm của tao hay là bỏ một cái công ăn việc làm của tao, tao phải đi bất đề rồi tao đi nhậu, mà lại đó không nhậu rồi tụi bay ép cứ vô. Rồi bây giờ tao về mà tao lỡ tao bị đi DUI cái tao tốn 10.000 đô. Anh thấy không? Nó rất là phiền, mà mình không đi á thì mình mất lòng. Tại sao ở Việt Nam á rộn rã vậy? Mỗi một ngày á ok, học cái hay không học, mà toàn là học ba cái tầm bậy tầm bạ không. Còn cái vấn đề ngủ trưa là thời phát. Bà mẹ nó có Mỹ nào mà hay là bây giờ mày học Nga, Nga nó cũng đâu có ngủ trưa. Bây giờ mày học tao, tao nó cũng không có ngủ trưa. Nó chỉ có thằng Pháp cái thời đó thôi. Bây giờ mày nói là Pháp vô đô hộ, mày đánh đuổi giặc Pháp rồi, tại sao mày giữ cái truyền thống của thằng Pháp làm gì vậy? Anh bên này nghe thấy anh nói nó mâu thuẫn không? Bây giờ dạ, đúng. Okay, mày nói ông nội tao kháng chiến chống Pháp, ok thắng Điện Biên Phủ, ok bây giờ tao cho mày thắng chứ không phải là lính Tàu đánh, ok. Rồi bây giờ mày đuổi được lính Pháp ra, mày đuổi được Pháp ra, tại sao mày giữ cái phong tục của ông Pháp vậy? Đúng không? Bây giờ nếu mà kẻ thù của mình phải dẹp ba cái vụ đó đi chứ mấy anh nghĩ không? Tại sao mình giữ cái của nó? Bây giờ mày ghét Mỹ nè, bây giờ mày chửi Mỹ nè. Ok. Tụi bay á đừng xài cái gì của Mỹ luôn. YouTube tụi bay đừng vô. Facebook của Mỹ luôn tụi bay đừng vô. Google iPhone nữa. Đừng vô. iPhone nữa. iPhone tụi bay đừng có mua. Ok, tụi bay phải mua ba cái phone gì của China, ok. Tụi bay đừng có vô, tụi bay vô web vô của tàu á, tụi bay chát nè. Mua heo quay với lại mì xào gì đó. Cái gì em biết, em không nhớ, không biết nhiều tên mấy cái thằng đó. Nhưng mà ý em nói là mà tụi bay vô web vô, tụi bay chát nè. Tụi bay vô Zalo, tụi bay cái gì Zalo, tụi bay chơi nè. Tụi bay đừng có Google nè, tụi bay đừng có YouTube, Facebook con mẹ vậy. Thêm cái nữa, cái này mới là cái đặc biệt. Tụi bay đừng có xài đô la Mỹ, ok? Đúng. Mày tẩy chay nó luôn đi. Tẩy chay luôn, đừng. Mày thấy đô la Mỹ là nó cái này là ông đế quốc, mày dùng nó đẹp, mày dùng đi, mày đừng lộn vô. Đúng cái okay. Vậy các đồng chí phía Bắc đó là núi liền núi, sông liền sông, 18 chữ vàng gì đó, mình phải xài nhân dân tệ, mình phải tẩy chay thằng Mỹ, phải xài nhân dân tệ thôi. Tại sao mày xấu ngày mày chửi Mỹ, chửi quốc quy nó, mày chửi Mỹ mà mày thay đô Mỹ không à? Bây giờ cái hộp tiếp vô tao nè. Bà mẹ nó, tao về bảo tao cho cái nó mừng còn không nổi. Cái đó là mê liền. Bên thì bác bên Mao Trạch Đông. Bởi vì em nói anh, mấy anh nghe, mấy cái thằng mà dư luận riêng là nó ngu lắm. Em nói thiệt luôn, muốn cậu thôi, tí lắm mấy thằng Nguyên Nguyên. Việt Nam là... Bây giờ hỏi mấy thằng dư luận riêng nè. Ok. Bây giờ, ok, có mày ra đường á, mày thấy tờ 500 ngàn mày lụm. Mày mừng hay là bây giờ mày thấy tờ được Benjamin đó, 100 đô á, rất mày mừng đấy. Mà nếu mày thấy tờ 100 đô là ông Benjamin đó, mà tụi mày đạt lên, tụi mày bỏ, tụi mày không lụm, cái này là Mỹ, cái này là Mỹ đế, cái này là đế quốc xâm lược, đừng lụm đó. Tụi mày đừng xài luôn. Vậy đó. Nó mới là yêu nước lòng làng, ok? Đó rồi á, tụi bay mới... Còn cái giống quá gì tụi bay, mẹ thấy cái đồ Mỹ tụi bay mừng, ông nội tụi bay sống lại nữa mà tối ngày tụi bay cứ chửi Mỹ làm sao vậy? Bây giờ đưa nó cái Samsung với cái iPhone, nó chọn iPhone liền á, đâu ngu gì chọn Samsung. Nhưng mà bí quá. Trời ơi anh Đạt ơi, anh về tới phim trường, anh có xuất hàng Mỹ gì không? Anh có xuất hàng Mỹ gì không? Rồi bà mẹ nó, bây giờ mình không phải nói cục cất Mỹ nó còn lấy nó, chứ đừng có nói ở đó mà cái iPhone. Bây giờ nói mấy cái thằng ông nội này, mấy cái thằng mẹ, ông bên nó dối trá với nó, mà nó dối trá lương tâm nó nói thiệt á, nếu mà cái vấn đề ngủ trưa, em không biết tại sao, tại mình cũng sanh cái thế hệ sau này mà nó cái ngày xưa là người ta ăn vậy, thì bây giờ tại sao phải mình theo cái quốc tế đi, mình vượt ra biển lớn đi, mình đi theo thay vì bây giờ ok, bây giờ anh làm tới 12 giờ anh về ngủ trưa tới 2 giờ trở lại. Rồi anh làm tới 5 giờ, thay vì cho nó làm luôn một cái 3 giờ cho nó vậy. Đúng không? Thì cắt 2 tiếng đó. Hay bây giờ hồi xưa, bây giờ Việt Nam còn làm 6 ngày phải không? Bây giờ không cho nó ngủ trưa, cho mày làm 5 ngày thôi. Thứ bảy chủ nhật tụi bay ở nhà đi chơi. Đi chơi chi? Để tụi bay có cơ hội sanh đẻ ra, có con, không bị phạt. Không, bây giờ mấy bác cũng đang đề xuất vậy đó, nhưng mà không đâu có tiền đâu đi chơi. Bây giờ anh không cho nó nghỉ, làm sao nó có thời giờ để nó có con baby?
Bây giờ ok cho nó làm 5 ngày, cho mày đi chơi 2 ngày thì nó có thì giờ, nó có thì giờ nó mới có baby chứ, nó mới mắc baby được. Sợ đi thì chơi nó còn nghèo hơn nữa. Rồi bây giờ á, nếu mà bây giờ nếu mà em nè, chính sách của em, ví dụ giờ em đưa ra đi, bây giờ tụi bay á sanh mỗi đứa baby tao cho tụi bay 100 triệu hay là 50 triệu gì đó. Trời ơi, cái đó em ra đề nghị bác làm rồi đó. Mà mấy nay em đề nghị bác phải đưa ra luật đó. Đúng đó. Dạ. Bây giờ nếu mà anh nói mẹ tao cho mày 1,5 triệu thôi má, 1,5 triệu làm được gì, 1,5 triệu ra đi ra cái gì building cao ăn được có tô phở 1,4 triệu à, thôi thì miễn đi. Bây giờ bác nào mà dám ra cái luật ok, đứa là ai sanh một đứa con tao cho 50 triệu, dạ, và tao cấp dưỡng 5 năm đầu tả sữa đó. Bà 3 năm sau á, Việt Nam anh vô anh thấy to là con nít không, nói thiệt nó đã cho anh coi. Nó đẻ tôi rằng là anh chỉ cần thấy là nít nó chạy ngời ngời giống như là châu phi mà nó đó, bảo đảm. Dạ đúng rồi. Em có câu hỏi với ba anh nè, anh Đạt với anh Vincent với anh Vinny. Hình như tiền đô ở Việt Nam đổi khó lắm không? Bây giờ nó bắt anh không đổi, nó khó, nó không cho đổi luôn á. Nó bắt à, nó bắt đó à. Cái người cần đổi bây giờ anh cầm tiền đô lại đổi em tiệm vàng như vậy, công an nó vô nó ập e là nó bắt nó hốt nó tịch thu hết em đi ở tù nữa. Tiếp nói là bây giờ mình có tiền gì cũng vậy, mình muốn vô ngân hàng mình lấy lại tiền đô không đỡ đó, rất là khó. Có đúng, anh có giấy, anh có giấy đi Mỹ luôn, nó cho anh đổi 5,000 mà anh đi, bạn đang đi trên đây nè đó, bảo nói đó đi đổi hết ngân hàng này đến ngân hàng kia, nó không có, không có, không có. Tại sao bây giờ em giải thích cho anh Phúc nghe như thế này, ok, tiền Việt Nam thì anh muốn in bao nhiêu anh in, nó không có bảo chứng, anh không có để vàng vô trong quốc tế để anh bảo chứng cái đồng đô la của anh. Thí dụ giờ nói một cái câu thí dụ, Mỹ muốn in 1 tỷ đô la ra phải bỏ vàng vô bảo chứng 1 tỷ đô la, Việt Nam muốn in ra là 1,000 tỷ phải bỏ vàng vô bảo chứng. Thì bây giờ cái tiền Việt Nam á, in không có bảo chứng, có nghĩa là anh đi ra khỏi nước á, anh qua tới Campuchia á, mà lân cận biên giới nó còn xài, anh vô sau cái tiền Việt Nam á, mày cái này tao ông nào tao không biết, ok. Thì bây giờ ok, Việt Nam mình thiếu nợ IBF rồi này kia, rồi World Bank rất là nhiều, cho nên bây giờ muốn đi vay nữa nó không cho vay, mà phải nhờ Mỹ lên tiếng. Nếu mà lên Mỹ nó nói Mỹ bảo kê ở đây mình gọi là cô sai đó, ok. Bởi vậy á, mà nói bởi giờ mình nói với mấy thằng lưu diện viên rồi, mà tụi bay á lịch sự á, bỏ đồ đao xuống đi thì tụi tao á không có phản kháng, không có viết lên mấy cái petition đâu, chống đối biết không. Đại khái là ok, bây giờ Mỹ mỗi Việt Nam mỗi một năm phải trả tiền nợ cho World Bank hay là IBF bank đồ này kia, anh trả tiền Việt Nam tiền cụ hồ hả? Ủa lấy vậy làm gì vậy, nó đốt cái ô nhiễm môi trường nữa hả? Mà với 500,000 chủ đích được không, mà nó lát cót sao chủ đích đừng có đau đích. Rồi bây giờ anh đốt á thì mẹ nó ô nhiễm môi trường. Bây giờ á anh phải trả bằng tiền đô cho người ta. Việt Nam đâu có vàng đâu trả. Thí dụ như mấy nước Trung Đông nó có vàng, nó giao dịch á, nó không chơi đô thì nó giao dịch bằng vàng. Còn bây giờ Việt Nam mình vàng không có đô, là bây giờ tiền Việt Nam không ai xài, thì nó muốn giữ lại cái tiền đô đó để nó đem đi trả nợ. Đúng. Dạ. Yeah. Đó. À. Thì người ta mới nhận. Thí dụ giờ nói một cái thí dụ, bây giờ đó hạ tầng cơ sở là mình thiếu nợ tàu á, là mẹ nó mình không biết, báo đảng nó khai một á thì anh phải tính nó 100, ok, báo đảng mà nó khai một thì anh phải tính nó 100. Thì bây giờ mỗi thằng Trung Cộng nó đâu có lấy ba cái tiền Việt Nam làm gì, nó dư hiểu Việt Nam á, in tiền ra mẹ nó lạm phát mà, tại sao nó lấy đất Việt Nam, nó lấy biển Việt Nam, lấy đảo của Việt Nam, nó trừ đất nợ đất. Bây giờ ở đây mấy thằng dư luận viên nào biết cái vụ bản dốc và đó nó cắt vô 5 cây số đó, 17 cây số, tụi bay dẫn cái lỗ tai tụi bay nghe, tụi bay làm ơn bởi nói, mình nói hoài nhiều khi mình tức cái mình nói tục á, anh Vinh này mình nói bậy á, mình nói bà mẹ nó tụi bay có cái smartphone mà tối ngày tụi bay vô coi web đen, coi mẹ nó coi mấy cái web tầm bậy trần trụi không à, tụi bay không biết Google lên tụi bay đọc tin tức. Bây giờ ok, mới có 20 năm về trước á, mình mất mẹ nó cái ải năm quan, tụi bay có đọc mấy cái bài tập đọc thuộc lòng không,
Nước Việt Nam từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau á là bao nhiêu? Tụi bay biết cái mũi Cà Mau không? Tụi bay biết Hải Nam Quan, tụi bay có đi học lớp 3 rồi, tụi bay phải biết cái bài là bài nó, không? Okay. Nó nói là giống như là cha chú của mình á là ở trong miền Nam á là bán đất hay là mất đất, mà cha chú của mình á đâu có mất một tấc đất nào, trong khi á là mấy ổng á là quản lý cái miền Bắc, mà tại sao á là cái bản dốc đó là phải phải mất cho các đồng chí của mình, núi liền núi, sông liền sông vậy? Anh phải giật vô, nó bắt ép cho giật vô 17 cây số. 17 cây số mà nguyên một cái phong nốt của Việt Nam là bao nhiêu hecta đất. Ok. Rồi cái thứ hai nữa, ok. Tụi bay á cứ tối ngày á, ok. Xé cờ nè, đi qua tới đâu xé cờ nào. Mẹ nó mày, tụi bay ra mới có mấy hải lý à. Cái vịnh Bắc Bộ á tụi bay á cũng là mẹ bán mẹ nó cho tao rồi. Bây giờ tụi bay á, bữa nào tụi bay buồn buồn á, trời im á, tụi bay á xuống nhau 5-7 thằng, 10 thằng á, lên một chiếc xuồng ba lá, tụi bay chèo ra một chút xíu là tụi thấy cờ Trung Cộng nó đầy hết trơn á. Tại sao tụi bay không ra đó, tụi bay xé cho tao coi cái coi. Đúng. Đúng. Bây giờ ok, mỗi một quốc gia đó, ok, cái luật quốc tế á là từ đất liền á ra tới 12 hải lý là thuộc quyền kinh tế của mình. Thêm á 200 hải lý á là thuộc về cái nước mình quản lý. Bây giờ cái vịnh Bắc Bộ tụi bay ra chưa được 12 hải lý nữa là cờ Trung Cộng, ở tàu Trung Cộng á, nó cờ nó mẹ phất phới cờ bay. Tụi bay giỏi ra, tụi bay á, tụi bay bữa nào á, giờ tao thách thằng nào á, bữa nào tụi bay á ha, mà tụi bay chạy ra ngoài đó ha, tụi bay lên cái tàu á mà tuần viên hay là cái tàu gì của Trung Cộng mà nó treo lá cờ Trung Cộng, tụi bay xé một cái á, tụi bay đưa tên đưa khao để tao chỉ cho tụi bay 1.000 liền, 2.000, 3.000 gì, tụi bay muốn thì tao tỉnh, tụi bay ngon, tụi bay xé rồi tụi bay á đưa lên nó TikTok hay là cái con mẹ gì đó, tụi bay đưa lên đi, tao đưa cho tụi bay rồi cho. Nó qua đây nó bắt bẻ cái vụ cờ vàng, thí dụ bây giờ là người ta đã bỏ xứ người ta đi rồi, người ta qua đây là cái miền đất của người ta ở Mỹ này rồi, mà người ta treo cờ vàng thì cái mã người ta đi rồi, cũng qua đây ồ nó thấy cờ vàng là nó xăm soi, nó xỉa soi rồi nó, á nó là cộng sản. Bây giờ ok, em với anh là neighbor, là hàng xóm, ok, em với anh quen nhau, bạn bè xã giao gì không cần biết, ok, mình tới chơi hạp thì chơi. Bây giờ trong nhà tôi muốn trưng cái gì tôi trưng cãi tôi chứ, tự nhiên nó qua mày không được trưng này, mày không được trưng kia. Bây giờ trong nước Việt Nam tụi bay muốn làm gì nó tụi bay làm đi. Đúng. Còn ở ngoài này đâu phải thuộc địa, đâu phải là của quốc gia của tụi bay. Giờ tụi bay qua đây á, tụi bay á cầm này xé này kia, mẹ tụi bay giỏi ngon đi tới mấy cái thành phố đông người Việt Nam, bây giờ gọi cho tụi bay tới, đừng nói tới Cali, tụi bay tới Cleveland ta đi, tụi bay cầm cái cờ vàng tụi bay xé cái tôi nghĩ tụi bay mẹ bà đi về bển tốn mẹ nó mà nguyên cái hàm răng luôn ở đó. Má nó bây giờ. Nhưng mà bây giờ tại sao anh sợ? Giống như á bây giờ giống như á mẹ nó Khổng Minh chết mà còn được hù được Tư Mã Ý. À, anh là hiểu cái câu chuyện đâu, bà mẹ nó người ta đã không còn quốc gia, chỉ còn cái lá cờ để biểu tượng cho cái người Việt tị nạn thôi. Tụi bay qua sợ rung đùi, sợ tại sao tôi phải sợ cái gì vậy? Giống như mà không có chết quốc Mỹ, đế quốc Mỹ mà nó còn đánh bại mà cái lá cờ đó mà nó sợ sao? Cái tối ngày á hãnh diện á đánh hai cường quốc, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh cho gì Mỹ Cúc Ngụy Nhào. Mỹ Cúc Ngụy Nhào cái con bà gì đó. Ok. Mình đánh cho Mỹ Cúc Ngụy Nhào, đánh cho đồng bào miền Nam chết mẹ. Đó bây giờ ok, tại sao phải sợ lá cờ? Sợ cái gì? Giống như á cái bài hát á mà gia tài của mẹ ngày xưa Việt Nam á, em nói thiệt á, 100 đứa trẻ anh hỏi á, giỏi lắm một đứa biết thôi. Tự nhiên nó chơi nó cấm Khánh Ly ha, cái mẹ nó gia tài của mẹ ai cũng biết á, tại vì nó hiếu kỳ. Đúng không? Giống như bây giờ em nói nè, giống như á mình ở bên Mỹ này trên 18 tuổi muốn coi á phim người lớn thì cứ coi tự do, ai thèm coi vậy? Yeah. Đúng không? Còn Việt Nam mình cấm á, mẹ tối ngày đó cái tại sao nó cấm á, mình phải đi tìm tòi đó, yeah. Đó đúng không? Cái vấn đề á, cái lá cờ vàng cũng vậy. Bây giờ tự nhiên á, nếu mà mấy ông á không có nói gì trên á, tụi nó nhỏ nó không biết. Yeah. Bây giờ tự nhiên mấy ông đưa lên á, mấy ông nói vậy á, thành ra mấy đứa nhỏ nó tò mò nó phải coi tại sao cái lá cờ đó mà dân mình sợ dữ vậy không? Để mình coi thử cái lá cờ đó nó tượng trưng á, cho một cái nền văn hóa đó hay là gì gì đó được bao nhiêu năm, nó làm cái gì mẹ nó lộ ra trên trời.
Giống như hồi xưa đó em nói rồi, cái vụ bà Khánh Lê, cái vụ mà gia tài của mẹ, con nít ở bên Việt Nam người lớn luôn, bạn cỡ bạn của em không biết cái bài đó luôn, em hát nè, ở dưới quê em hát nè, không ai biết cái bài đó chứ. Nhưng mà từ khi Khánh Ly nói hát là một cái, ai cũng biết cái bài đó chứ. Bây giờ cờ vàng, bây giờ đó đa số là bây giờ tụi nó biết. Cái chuyện mà mới đây nè, chắc là anh có nghe đó, là ông Trump ổng tới cái chỗ mà Eden ổng thăm cái nhà hàng đó, rồi những cái người thì đó, là ở ngay chỗ cái quảng trường Eden đó là có cái cờ vàng đó. Đến trong tiệm là người ta không có cho, mà cái thằng Trần Michael nó cũng nói đó là tụi mặc dù nó ra biểu cái gì, mặc cái gì, là không có treo cờ hiệu đồ gì là không, là phải theo nó đó, còn không ổng không có vô được. Thành ra rồi ổng nói là cái cộng đồng người Việt yêu mến ổng và ổng cũng yêu mến cộng đồng người Việt. Thì á, cái người Mỹ có những cái thằng á, có những cái người mình ở đây cũng quên lãng luôn, mình cứ nghĩ mình là người Việt ở trên cái nước Mỹ. Bây giờ mình là người Mỹ rồi, mình là thằng Mỹ, và ổng đi tới ổng năn nỉ mình bầu cho ổng, thấy không, là mình có cái một cái quyền lợi là mình là một cái thằng Mỹ rồi, chứ đừng có nói là ô mình là người Việt tị nạn đây, không phải nữa, mình là người Mỹ rồi. Mấy người Mỹ tối ngày nó mới nói á, mình là dân tị nạn, dân hạng tư hạng bốn gì không biết, mình không biết. Bây giờ ok, tụi tao là quốc tịch Đại Bàng, ok, tao là người Mỹ gốc Việt, không phải là người Việt, ok. Bây giờ nhỏ cái Út em nè, nếu mà anh nói nó là người Asian, nó cự anh liền. Nó cự anh liền tại chỗ, nó nói nó là American. Asian American. Dạ. Yeah. Anh nói đó Asian, nó không chịu à. Nó nói cái này á, cái này là chung hết á anh ơi. Cái này là chung hết á, là tất cả con của tụi mình đây là nó là Mỹ hết rồi. Dạ. Nó... anh Vinh thì có nghe những tài tử đó lên nó phản đối không? Mấy người tài tử da đen nó phản đối không? Tại sao phải gọi nó thêm cái chữ là African American? Yeah. Hiểu luôn. Tại vì nó qua đây là 4-5 cái generation rồi, 5-6 đời rồi. Nó là người Mỹ, tại sao còn cho nó dính thêm một cái chữ là African American? Rồi thêm một cái nữa, có nhiều người nó đứng lên nó đòi bỏ cái Black History Month. Tại sao mà có Black History Month, tại sao không có White History Month? Cái đó là đúng, tại vì á, nếu bây giờ có Black History Month, rồi có Indian Story Month, có Vietnamese Story Month, có Chinese Story Month. Cái đó vẫn là American History. Tại vì tôi bây giờ thế hệ mình cho bỏ đi. Con của mình, nó là người gốc Việt, người Mỹ. Nó sinh ra đây, nó làm những cái gì, nó cũng thuộc về là American History. Chứ không phải là Vietnamese American History được. Cho nên... Đúng. Nhiều người Mỹ đang có trí thức và nó cự cái chữ đó, nó kêu bỏ cái Black History, nó không chịu nhận cái Black History. Nếu mà có Black History sẽ có White History. Bây giờ mảnh đất này của ai? Mảnh đất này không phải của người da trắng, mảnh đất này của người mỏ da đỏ. Không ai ở đây á mà legal hết, phải qua từ giai đoạn giấy tờ thì sẽ là legal. Còn bây giờ người da đen họ tới đây, đúng, hồi xưa họ là nô lệ, họ được mua tới đây. Nhưng mà đã 4-5 generation rồi, tại sao vẫn còn gắn cho họ cái đuôi thêm là African American? Phải bỏ cái chữ đó và không có Black History Month. Bởi vậy á mấy cái thằng nhân lượng viên á, nó thuộc gì á. Bây giờ để anh Vinny mới kể, em kể cho anh Vinny nghe. Cái này thợ của em nha, ok. Nó mới 20 tuổi, gần 21 rồi, nó cũng là dân du học ở bên Mỹ này. Okay. Nó đi qua Eden West vị trí nhà nó chơi. Thì á, con nít mà, nó đi tới đâu thì nó thấy khu phố người Việt, nó chụp hình lưu niệm, đặng show lên Facebook mà, cúng Facebook trước phải không? Dạ. Yeah. Thì có một chú lại á, chú nói á, chụp tránh cái lá cờ vàng. Và đừng có post lên Facebook. Thì nó không có hiểu. Mà ông đó chắc là cũng là Hồ Kiều. Đúng không? Tại vì ông, nếu mà anh em mình á thì tụi nó muốn chụp thôi, thí dụ mà mình hãnh diện mà, anh hiểu không? Còn ông nội này chắc là Hồ Kiều, ông nói nó. Thì hôm bữa nó về cũng đâu, hôm bữa cũng đâu khoảng từng 4-5 ngày trước nó mới hỏi em. Nó hỏi tại sao á, khi nó đi Eden chơi á,
người cái chú đó lại nói nó là đừng có chụp cái hình có cái lá cờ vàng đó, mà nếu lỡ có đừng có post lên Facebook. Nó kêu em giải thích. Thì em cũng giải thích theo cái sự hiểu biết của mình. Cái thứ nhất á, là những người á, mà có liên quan tới á, ở bên bển á, họ không muốn chụp hình dính vô cái lá cờ vàng, sợ họ bị hại. Cái thứ hai nữa đó là lỡ em có gia đình ở bên Việt Nam mà em ở bên này em chụp em post lên, nó có thể là gia đình đó, nó sẽ làm khó làm dễ gia đình, nó mời lên phường uống trà ăn dĩa mứt gừng rồi á, nói chuyện đồ này kia đúng không, nó đại khái vậy. Rồi á nó nói lá cờ đó tại sao lần đầu tiên nó mới thấy đó. Thì em mới giải thích cho nó nghe là lá cờ đó là lá cờ của Việt Nam hồi thời vua Thành Thái rồi, đã có lá cờ đó, nó đổi qua bao nhiêu, nó biến đổi ra chút chút, rồi cuối cùng là chính thức là đó, năm 45 đó, nó đã có cái lá cờ đó. Mình giải thích nó không biết, nó hoàn toàn không biết. Cái lá cờ em còn nói cái lá cờ đó là tượng trưng cho chính nghĩa, đã tượng trưng cho tự do. Còn cái lá cờ kia là lá cờ máu, nó không phải là cái lá cờ tượng trưng cho chính nghĩa và tự do. Nó là em có nói như thế này, đã người Việt Nam bây giờ mà cai trị người Việt Nam không phải là người Việt mà là cộng sản quốc tế biết nói tiếng Việt đó. Họ chỉ làm để cai trị thôi, chứ không phải là họ là cộng sản quốc tế. Cộng sản quốc tế từ đâu có, xích từ đâu có, từ bên Pháp có, trước thời Karl Marx, có trước Lenin rất là lâu, nó mới biến ra tới đâu mấy trăm năm sau Karl Marx mới viết ra cái chính sách đó. Bởi cho nên thấy châu Âu bây giờ nó tan nát hết, là nó đi cái chính sách đó là socialist. Bây giờ Anh, bây giờ anh thấy không, nước Anh bây giờ cũng tan nát hết rồi, là nó đi theo cái thể chế đó. Thì khi mình giải thích nó đó, nó mới hiểu ra. Nhưng mà cái ngộ của em á, là em mới ngạc nhiên á, là một cái đứa bé học á, lên tới đại học của bên Việt Nam mà tại sao cái sự hiểu biết nó rất thấp như vậy. Nếu mà bây giờ ở Mỹ này á, anh đi học hết high school đó, anh có thể hiểu á, là general rất là nhiều, anh hiểu tổng quát rất là nhiều. Thí dụ như anh chẳng những anh học phải 2 năm á, hồi thời em học nha, phải 2 năm á, là lịch sử của nước Mỹ, 1 năm á, lịch sử quốc tế. Những cái nước lân cận á, anh biết hết. Những cái nước trên thế giới, trên bản đồ là anh biết hết. Còn cái người Việt Nam tại sao nó dạy cái gì mà bây giờ nó không biết những cái đó. Cái đó giấu. Mình không biết. Sao dạy anh đâu Vinh Thành, giống cái cờ đó giấu mà sao dạy mà biết. Có thì một đứa lấy chồng Mỹ qua đây, Việt Nam lấy chồng Mỹ nè, bà sinh năm 8 mấy qua đây nó còn không biết lá cờ đó hả? Thì bởi vậy con bé giấu. Bây giờ con bé này làm sao nó biết được. Yeah. Nó không thể nào nó biết được cái lá cờ đỏ. Thì bây giờ giống như bây giờ. Yeah. Bây giờ những cái sách tài liệu em biết cái đó là sau này thì Dương có nhắc lại. Nó vô Sài Gòn nó đốt sách gần một tháng trời. Ok. Đó. Hồi xưa Tần Thủy Hoàng chôn nho đốt sách để diệt cái văn hóa đó, diệt những cái đó. Thì bây giờ nó chơi y chang luôn. Mao Trạch Đông vô cũng vậy. Mao Trạch Đông khi mà nắm quyền sai này cũng đốt sách phá chùa hết. Ok. Rồi á, mấy ổng vô cũng vậy. Đốt sách ở Sài Gòn là đúng một tháng luôn. Coi như là đốt hết những cái sách gì hay của những người tiền nhân mình, đốt hết. Chùa chiền đầu cắm hết. Ủa rồi bây giờ tự nhiên tụi bay xây ra những cái chùa ba vàng giống như cái lâu đài để tụi bay mánh đi. Rồi Mao Trạch Đông bây giờ, rồi Mao Trạch Đông đi phá chùa à, chôn mấy cái người tu hành. Rồi bây giờ tới mấy ông nội này lên, bây giờ tụi bay xây chùa lên cho bự, tụi bay đưa mấy ông nội kia vô mánh đi. Anh thấy không, bây giờ làm ngược hết chân. Nó làm ngược chân. Rồi bây giờ thêm á, bây giờ giống như bây giờ tại sao á, em là người Công giáo, tại sao em đi về Việt Nam á mà em không có đi thăm cha Diệp? Tại vì á anh đi á là anh á ủng hộ, anh và anh ủng hộ nhà thằng cha Diệp 10 đồng thì mẹ nó trong đó tụi nó được 5 đồng rồi. Nó phải ăn chia commission. Ok, mày không có hả, mày không chia tao hả? Ê tụi bay tại sao tụ tập đông đảo ồn ào quá vậy? Ok, mà lên phường đó. Chùa ba vàng, chùa cái gì ông quan gì đó, thôi toàn là tụi nó, thôi mẹ bà nó ok bây giờ mình nói tới vấn đề đó. Bây giờ nó mới nói ổng á là xây công trình á phạm á, xây 36 cái công trình phạm hết 30 15 cái công trình. Ủa vậy tại sao hồi đó cái thằng đó nó không nói,
À, bây giờ bể ra người ta kéo ông xuống, bây giờ nó mới nói là ông phạm công trình. Ủa vậy là cái thằng mà ký cái giấy phép cho ông nội nó xây á là không biết chữ à? Cho tôi đóng góp thêm cái chỗ đó, cái của của anh Vincent mới nói đi, cái 36 công trình đó. Mình ở bên này, thí dụ bây giờ có một cái status nào mình viết lên, mình post lên trên Facebook thôi, mà nó cũng săn lùng, nó cũng biết được ở bên này, mà người ta địch tới bên này như thế nào mà nó cũng biết thúi nữa. Mà ông đó ông xây lên 36 cái công trình mà nó không biết à? Bây giờ nãy giờ bốn anh em mình ngồi nói chuyện nè, nãy giờ em được mấy cái là nó biết mùi bảnh bà ná nè, hay là mùi mít hay là mùi gì rồi đó. Nhưng mà bây giờ 35 cái công trình sai, tại nó xây chậm á vậy đó, mà nó nói là nó không biết làm sao. Một á là cái thằng mà ký giấy á nó không biết chữ. Ồ lỗi tôi ký, nó kia nó đưa tôi ký thôi, tôi đâu có đọc đâu, tôi biết mà tôi đọc tôi đâu có hiểu đâu. Thì cho nên ok. Rồi cái lỗi thứ hai á là mẹ bây giờ nó ăn ngập mặt rồi, bây giờ cứ ký thôi chứ bây giờ sao? Mẹ nó tụi nó nổi nó mò nó, bây giờ không có cái nước nào bây giờ anh đăng ký Facebook rộng này kia phải khai đúng tên họ từ ngày sinh tháng đẻ. Cái gì á rồi phải được, mới được bình luận nha, phải đăng ký phải đâu mới được bình luận thôi là không đâu đó. Ủa tại sao sợ dữ vậy? Tại bây giờ tụi bay á, công an á thì nhiều hơn dân, tụi bay có súng, dân đâu có súng, sợ gì? Tại sao sợ? Cái người gian á nó sợ, cái người gian nó sống nó sợ thôi, chứ mẹ cái người ta được được. Còn mấy thằng anh chị bên Việt Nam mà hùng bổ với em nói hoài à. Bà mẹ nó đó, tụi tao nó cắm cờ rực trời ở ngoài biển á, tụi bay không dám làm mẹ vậy. Mình đi tới Nha Trang Đà Nẵng nè, người tàu nó đi vô du lịch đó, nó coi người Việt Nam mình buôn bán nó chà đạp á, nó còn nó hất đổ người coi vẻ lắm. À ok, tụi bay á, anh hùng á hả, tụi bay mẹ nó, tụi bay giỏi, tụi bay không lợi, tụi bay đập mấy cái thằng đó một hai cái cho tao coi coi.